Da bò mấy nè. mà đen là bo còn hơn nữa nè. Đèn dưới cái cầu cửa đợt là có từ tử nữa kìa. Chỉ một bơ. Hơi ngon hả nhở? Chỉ một bơ không. Hay là chim đó. Con đi tìm đó kìa. Tính cả người càng sống thì không được. Người tự nhiên. Ngủ đi. Mấy người nó chả kêu tợ ngán chắc nhả xuống 8 rồi chạm bao nhiêu lại phải chi nào đi tìm. Trời ơi, ý hiếp sình chưa bác? Thì cái này mà có cái hộp vô nữa thì mua lên trên kia mua 400-500 ngàn hả? Thôi mới hôm qua hơi ram rồi thầy quý chân chị thầy quý sưng mà em mới đâu đi ra món đẹp thì đúng là cái hiền thoại luôn ta. Hello mấy chị nha, chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài tương tác đi cả nhà ơi. Hôm nay lên nhiều hàng nha, hôm nay có dép nè, hôm nay có cả quần ống sung có nhiều hạnh sĩ nha. Em hỏi nè, em về cho mấy chị nè. Rồi chưa có giáp đen nhà nhiều đúng không em? Chù cha nhanh nha, chia sẻ like dùng cho em với. Rồi mấy chị ơi, chấm bài tương tái dùng cho Hải nha mấy chịu nha, chia sẻ like lên đi cả nhà. Hôm nay có quần nha mấy chịu nha, có cả quần ống sung, có cả quần này nữa nè. Đây chị, cái quần đó xay màu đen, có màu đen với màu nâu thôi. Đây quần này của hàng Quỳnh Phú Design này cả nhà. Quỳnh Phú Design nha. Chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài tương tác đi. Nha mấy chị nha, bữa nay nóng á nên là hãy lên cho mấy chị mấy cái quần này về, mấy chị mặc với áo phông nha, mặc với là áo hay như đây mang. Hãy tưởng là chưa về quần này nên là hãy không có phình á. Chứ không có về là hãy mặc rồi đó mấy chị. Đây. Cái này có cả size ML, XL luôn, rồi xíu cho mấy chị nha. Rồi xíu mấy chị chia sẻ like đi, cái hãy lên mã tặng, cái hãy lên hàng luôn nha. Đẹp chưa? Cái quần này đẹp quá trời luôn á. Hàng của Quỳnh Phú này cả nhà ơi, mà bán cho mấy chị giá rất là rẻ luôn. Chấm bài chia sẻ like lên nha mấy chị nha, siêu rẻ luôn á. Chấm bài tương tác lên nha mấy chị nha. Mua quần này, mùa này mấy chị mặc mấy cái quần này nè. Mấy chị nhìn hàng này. Hàng Quỳnh Phú nó làm rất là kỹ luôn, rất là đẹp luôn á. Tương tác lên nha mấy chị nha. Rồi chấm bài lên đi cả nhà ơi. Chị vào rồi chia sẻ like tương tác lên như vậy nha mấy chị hả? Rồi chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài đi cả nhà, cho chị cái cục lẻ này chị tặng. Hello hello mấy chị ơi, xíu lên dép nha. Dép này là bán vì đam mê nha mấy chị nha, vì đam mê nha. Rồi chị nào có sao miễn phí tặng cho Hải với nha, yêu thương mấy chị nhiều nè. Chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài nha, với lại xíu mấy chị nhớ nha, mỗi chị mua ba màu vì may luôn, giá rất là rẻ luôn nha mấy chị nha. Mua của Hải ba cái Hải chắc chắn luôn, ra ngồi mua chỉ được một con thôi nên là xíu chốt nha mấy chị nha. Có cả size S, size M, size L và size XL nha mấy chị nha. Hãy tưởng chị tưởng là quần này chưa về nên chị không có phình, chị có phình có đôi dép với lại cái quần dài, mấy hai cái mẫu quần dài kia. Trời ơi, sắc luôn, có là hãy mặc rồi đó cả nhà ơi. Mặc với cái áo này hợp lắm nè, siêu hợp luôn nè. Mặc cái áo này đúng hợp luôn. Em cảm ơn mấy chị tặng sao cho Hải nè. Rồi lên mã nha mấy chị nha, em lên hàng tặng trước nha. Tặng nè, bắt đầu nè. Bắt đầu nha cả nhà nha. Lên nhanh nhanh dùng cho em đi cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em tặng một này cả nhà. Em tặng mấy chị set này 29k luôn, chia sẻ like lên nha. Mấy chị ơi cho em xin nút chia sẻ like tương tác nha mấy chị nha, để xem em lên dép nè. Với lại em có cả quần sung đen trơn nữa mấy chị nha, mấy chị nha. Rồi chấm bài tương tác lên, lên liền cho em mã A1 đi. Em tặng mấy chị set này luôn 29 ngàn. Chia sẻ like dùng cho em ha. Em chúc chị nào có hiển thị nút chia sẻ like nha mấy chị nha. Một lần về trang cá nhân và hai lần hội nhóm thôi cả nhà. Hôm nay không xin ba nha, hôm nay xin hai thôi nha mấy chị nha. Một lần về trang cá nhân và hai lần hội nhóm để
cái chế độ công khai dùng cho em. Lên luôn A1 đi cả nhà, khỏi lên ha, lên A1 đi cả nhà ơi. Lên A1 luôn. Rồi lên liền cho em mã A1. Giờ lên mã cố gắng chia sẻ like tương tác giúp em A1 29 ngày lên liền cho em mã A1 dùng cho em. Á Hải mặc có hả? Có chị. Trời ơi, Hải đang tính mặc áo bờ ra cả nhà, nhưng mà tính Hải là Hải không có mặc. Không có mặc được. Cái xong Hải mặc cái này vô ấy cả nhà ơi, để cho nó mát á, chứ giờ bữa nay em mặc cái kia nóng quá cả nhà ơi, mặc áo ba lỗ cho nó mát. Hết áo ba lỗ không kho rồi. A1 29 ngàn lên cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A1 dùng cho em, 29 ngàn dùng cho em này. Chốt liền cho em mã A1 29 ngàn. Mấy chị ơi, có sao tặng sao cho Hải với nha. A1 29 ngàn mã đầu tiên chứ Nabi để chị sẽ like cho em nè. A2, úi trời ơi, xinh quá trời luôn. Rồi lên liền cho em mã A2 tặng với chị 9k áo phong dùng cho em. Lên liền cho em mã A2 9k dùng cho em nè. Đâu đi. Rồi lên liền cho em mã A3 dùng cho em nè. Mấy cái set này bữa nay là thua luôn cả nhà. Ôi chỉ mặc cái này là mát. Ôi 9k lên giúp em ạ. Chỉ mặc cái này là mát nhất nha mấy chị nha. Siêu siêu mát luôn. Rồi lên liền cho em mã A3 dùng cho em 19k. Ôi 9k cho Hiền Thi. Rồi lên liền cho em mã A3 19k. Rồi em có hai con áo siêu phẩm này nè. A3 lên giúp em 19k mấy chị ơi. Nhỏ, có nhiều chị nhắn tin hỏi chị mỗi ngày luôn á. Rồi lên liền cho em mã 49 ngàn. Rồi lên liền cho em mà A4 49 ngàn dùm cho em. Rồi lên liền cho em mà A4 dùm cho em hai con. A3 19k cho chị ạ. Lên liền cho em mã Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em A4 dùm cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mà A4 nha, tặng luôn cho mấy chị luôn. 49 ngàn. Lên liền cho em mà A4 dùm cho em 49 ngàn dùm cho em. A4 đẹp lắm nè. A4 siêu đẹp luôn. Trịnh Văn Khánh này hôm qua bỏ ra nè. Chuyển hơn 19 ngàn A4 49 ngàn Nguyễn Hồng Nam Phương. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Mấy chị mua hàng xem cố gắng trộn đủ đủ đơn đi mấy bà ơi. Trời ơi ủng hộ hết vô tốt vô mấy bà ơi. Mua cái gì 19 ngàn với 39 ngàn A4 Bình Minh. Trời ơi em thấy em bán rẻ mà em thấy thương em luôn á. Nhà tự em thấy thương em luôn á. Thiệt sự luôn á cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A mấy anh A5 dùng cho em nè, 19k luôn cả nhà. Lên liền cho em mã A5 19k. Có bà vô chốt đúng y hai cái like hàng tặng đầu like mã. Từ A1 tới A mấy 29 ngàn, 19 ngàn cái rồi đi đâu mất tiêu. A5 19k thấy Nguyễn Trang à. Đâu, còn một con cuối cùng luôn hả nhỉ? A5 19k cho mưa bụi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A. Đi rồi chị đang trên à, em cảm ơn chị Nam Phương tặng sao nè. Chị Liên Hiền, Lê Hiền tặng sao nè. Rồi lên liền cho em mã A6 này, tặng với chị con này 89 ngàn luôn. Có một con thôi, em tặng cho một chị ha. Một con duy nhất thôi cả nhà. Lên liền cho em mã A6 này, 89 ngàn. Con này Hải Lai là hàng 139 ngàn, 139 nha. Có một con thôi, hãy tặng cho chị nào may mắn nè. A6 lên cho em ạ. A6 dùng cho em, A6 89 ngàn. A6 lên cho em, 89 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A7 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A7 xây mờ dùng cho em này, tặng với chị 49 ngàn. A6 Hiếu Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A7 dùng cho em. A7 nha, 49 ngàn xây mờ dùng cho em. Lên liền cho em mã A7 49 ngàn xây mờ lên đôi dép cho em này. Đây em có 3 ri á. Rồi đây em có 3 ri nè mấy chị này. Đây em có 3 ri nha mấy chị nha. A7 49 ngàn lên cho em ạ. 3 ri nha cả nhà nha. Đây nè mấy chị này. Chồng mến cọc gì đó. Rồi 500. Rồi lên 3, 7, 4, 9 cho chồng mến. Đây mấy chị ơi, giặt cho mình Luo nè. Có size từ size 30 mấy nha. 35, 36, 37, 38. Mấy chị em biết em bán đôi này bao nhiêu không cả nhà? 89 ngàn. Nha, 89 ngàn một đôi mấy chị lên dùng cho em ạ. À mấy em? A8 lên size dùm em ha. Từ 35 cho tới 39. Em tặng mấy chị 89 ngàn mấy chị nhìn nè. Nha mấy chị yêu nha. Mấy chị nhìn cái đế là mấy chị biết hàng xịn rồi. Đây nè. Nha mấy chị yêu nha, kèm cho mình ở dưới. A7 hết rồi mấy chị ơi. Cái gì thấy không? May rất là sướng luôn nha. Mấy cái đô này may siêu bền và nó may cho mấy chị nè. 89 ngàn nha. Rồi lên liền cho em mã A8 lên size dùng cho em. Lên liền cho em mã A8 kèm size. Từ size cho mấy chị nha. Size 35, 36, 37, 38, 39 mấy chị chốt liền. Số 36 cho em Nguyễn. Trời ơi, em cảm ơn mấy chị tặng sao cho em nha. A8 cho 38 cho Nguyễn Trang. Em cảm ơn chị Đỗ Cánh Nhạn nè, em cảm ơn chị Văn Nguyễn nha. Cảm ơn chị Mưa Bụi nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A8 cho 37 chung mấy chê. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A8 dùng cho em, lên size dùng em ha. Từ size 35 cho tới size 38 nha. 39 cho mấy chị nha. Em có 3 ri thôi cả nhà. 3 ri màu đen thôi mấy chị chốt. Đây là mỗi size nó có 3 cái thôi. Ừ, mỗi size có 3 đôi thôi cả nhà, không có nhiều nha.
Em mới vừa chửi đó cả nhà, nghĩ sao em chốt với chị ơi, em chốt 15 ri nha. Ở đó sao ba tính chồng mến. Mũi màu là 15 ri nha cả nhà. Ở đó sao ba sáu Nguyễn Tâm. Gửi về cho em màu đen được 3 ri, màu mấy? Màu nâu, màu kem được 5 ri cả nhà ơi. Mất công em. Đó rồi à. Em bị tốn tiền ship á, tại vì cái này em về tặng cho khách thôi nha mấy chị nha. Mà em ở đó sao ba sáu Bảo Ngọc. Em về ôm nhiều nhiều để cho em chốt cho mấy chị đủ hàng á cả nhà, nhưng mà nó cho em có 8 hết 36 á chị ạ. Đây nha mấy chị nha, nên là chị nào lấy. Ở 8 em hết 36 à. Có 89.000 thôi cả nhà, chốt đi nha. Đây mấy chị nè. Em cảm ơn chị Tường Vy, cảm ơn chị. 67 hồi thu. Hồi thu nha, cảm ơn chị Trần Mến đằng sau cho Hải nè. Đây mấy chị nhìn cái đế này mấy chị nè, nha 89.000, em nói thật sự. Ở 67 cho Ngọc Trang. Rất là xịn luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi em lên. Ở 8 em chỉ còn xe 35, 38 và 39 thôi ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A9 nè mấy chị nè. Ở 8 cho 39 cho Châu Phương. Cái A9 là em lên màu luôn nha cả nhà nha. Em có size S, size M, size L và size L. Em bán chi ăn cho mấy chị con quần. Ở 8 cho 35 Thị Đoàn. Bao nhiêu mấy chị ơi? 79.000 lên size S, M, L, XL 3 màu ha. Màu kem, màu đen và màu trắng. Em khuyên chân thành luôn, khách chốt 3 cái 3 màu. Ở 8 Nguyễn Trang có rồi chị nhỉ. Nha. 3 cái 3 màu về mang nha mấy tình yêu. Ở 8 xe 39 cho Nguyễn Thương. Tại vì là hôm nay nó rất là rẻ luôn, 79.000. Ở 8 em chỉ còn xe 35 và 38 chị nhỉ. Chị đi lấy sỉ mấy chị biết. Con này quần này là sỉ quần, quần này, quần phú này mấy chị. Quần phú nha, đi sỉ là hàng 160 một quần. 160 nha cả nhà nha, lên liền dùng cho em. Rồi lên liền cho em mà A9 lên size dùm em. Size S, size M, size L nha, và size XL luôn. Có nâu nè, có trắng nè và có đen nha. Ba 8 size 38 cho Hoa mấy Quỳnh. Mấy chị lên màu lên size luôn cho em ha. A8 này là 89 chứ phải 69 cho Hoa Quỳnh ơi. Kèm giá lại giúp em chờ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A9 dùng cho em. Dép là em bán 89 không phải 69 nha mấy chị nghe rõ dùng cho em. 89.000. Dép là 89.000, quần là 79.000. Quần là lên dùng cho em mã A9 dùng cho em. A9 lên size dùm em ha, size S, size M, size L và size XL. Em lên 3 màu như vậy luôn, chốt cho nhanh nha mấy chị nha. Màu nâu, màu đen và màu trắng dùng cho em với giá là 79.000. Chốt ngay vào luôn nha mấy chị nha. Quần màu mày. Đi. Lên màu nha mấy chị nha, chốt đi cả nhà ơi, vải đẹp lắm luôn á. Đây là sai mấy chú. Sai mấy chú. Ôi chết chết. Sorry mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mà A9 lên size dùng cho em. A9 nha mấy chị nha, lên liền cho em mà A9 dùng cho em đẩy. A9 kèm màu kèm sao lên giúp em mấy chị ạ. Đẩy lên bằng cái vạch nó là được. Không, em đẩy lên thôi. Em đẩy lên cái tay nó bằng cái vạch đó kìa. Ờ, đẩy lên. Ừ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đi cả nhà. A9 lên size, lên màu nha, lên nhanh chứ để hớt nè. Rồi lên nhanh nha mấy chị nha. Size S, size M, size L và size XL dùng cho em. S, M, L, XL nha mấy chị nha. Nhà cái nhìn đây này nó có như thế này không? Hay là nó trơn, cho chị cũng yên như thế này. Quần bao nhiêu? À cái bao nó gì? Quần bao nhiêu? Quần 79 nha. À, chính chắn ấy cho mình mất. Chị ơi, em không có nhiều nha. Em móc được sale ấy. Em bán 79.000 mấy chị mua 3 cái 3 màu 3 size về may. Ờ, chính chắn ấy cho bảo nào. Chị nào mặc size gì mấy chị lấy nha. S, M, L, XL dùng cho em. Có cả size XL nha mấy chị nha. Đây mấy chị có giá có 79.000 thôi. Một quần hàng Quỳnh Phú dùng cho em. Quỳnh Phú nha mấy chị. À, chính mấy chị kèm màu kèm size luôn mấy chị ạ. Kèm màu kèm size luôn nha. Có size mới mặc đồ có size mà. Lên size chứ. Rồi lên liền cho em mà A9 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mà A9 dùng cho em. Em hết cho Nguyễn Thị Hình lên. Rồi lên liền cho em mà A9 Văn Khánh. A9 lên size dùng em đi cả nhà. Lên liền cho em mà A9 lên size lên màu nha. Em chốt như vậy cho nó nhanh cả nhà ơi. Mà nhanh đâu thấy cái nhầm đó. A9 nâu và đen sẽ đeo cho chốt trần. Nào, bảo cái tên biết đi. Bảo đâu đi. À, chính mấy chị kèm sao giúp em đen xe lờ bạn Ngọc Tường Vy. Đen xe lờ mưa bụi. À, chính mấy chị kèm sao giúp em kèm màu kèm sai đúng mấy chị hả? Đúng rồi em đó. Đen xe lờ. Nhưng mà kèm xe eo. À, chính xe đeo 3 màu cho hợp.
Còn lên là dùng kem, mà ở dùng kem pha chín thì cả nhà đợi em xíu nha. Đợi em xíu nha mấy chị nha. Hôm nay em có nhiều mẫu lắm, nhiều mẫu. Đơn giản nhưng mà đẹp lắm. Để đi. Thôi dính kem xe lờ mày lấy ngẩn không? Thấy chung rồi đó hả? À, chính xe đen màu đen cho Nguyễn Thị Thanh Trúc. Còn lên là dùng kem mà ở dùng kem A9 lên sai dùng A9 kèm màu kèm sai đi mấy chị ơi. A9 kèm màu kèm sai mấy chị làm lên nhanh dùng kem này. A9 kèm em màu kem em hết sai đen rồi. Lên là dùng kem mà A9 lên sai dùng A9 em. Kèm màu nâu cho Hoàng Thị Ngọc không? Vậy là A9 màu nâu hết eo đúng không? Dạ. A9 màu nâu hết eo này cả nhà. A9 màu nâu là hết eo ha. Em chỉ còn SML. Đen em vẫn còn SML nè, XL cho mấy chị luôn. Ai đứng đen chấm xe lờ cho Lê Hằng. Rồi mấy chị chốt luôn nha, để nhà em bấm đi cho nhanh nha. 79 ngàn dùm kem. Rồi lên liền kem mã dùng kem nè. Lên size lên, lên size lên màu. Ai đứng đen xe lờ cho chị Huỳnh Trang. Đây mấy chị, lên xe lên màu luôn cả nhà ơi. Lên chị Huỳnh Trang hết đen xe lờ rồi chị ơi. Còn mở khác chú em mấy chị ơi. Ai chính kem màu kem size với em mấy chị ơi. Rồi lên liền kem mã ai chính lên màu lên size. Thấy gì thấy hiền à. Chị lấy hàng lên bóng thì chị mới quay em đó chị ơi. Lên A9 đen kèm xe đen cho Nguyễn Trang. A9 kèm size dùm kem. Ôi mất tiêu cả nhà ơi, lên nhé này nó lâu. A9 đen xe đen cho Lê Minh Huệ. Rồi lên liền kem mã dùng kem. A9 kèm size dùm em. Size 3 màu nha. A9 em hết xe đen rồi. Rồi A9 cho mấy chị luôn nha. Rồi luôn rồi. Rồi là còn SM hả? Nào, đen là em hết size L nè. Nâu là em hết size XL. Nâu size L, A9 cho Phúc Trân Trần. Trắng là em vẫn đủ size. Ê, trắng là dễ phối màu nhất luôn đó. Nha, trắng là dễ phối màu nhất. Rồi lên tiếp em mới chịu nha. Còn đây em ơi. L nè. Em biết eo nè. Rồi lên tiếp em mới chịu nha. Rồi chốt liền cho em ạ. A9 đen ép cho Trần Anh Tuấn. A10 lên size 35, 36, 37, 38, 39, 89 ngàn dùm cho em, dép dùm cho em. A9 đen size M cho Nguyễn Thuyên. Đợi xíu cho mấy chị nha, hôm nay nhiều hàng lắm luôn. Từ từ mở màn mấy cái hàng này trước kìa. Quán xé từ từ nha. Rồi lên liền cho em ạ dùm cho em. A10 dùm cho em. A10 nha mấy chị nha. 35, 36, A9 đen size M cho Huyền Nguyễn. 37, 38 màu bò dùm cho em. Đây cả nhà, nhìn đế nè. Đế nha mấy chị nha, giặt luo cho mình ở dưới nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã A10 lên size dùng em. A9 trắng xe M cho PV. Rồi lên liền cho em mã A10 lên size 35, 36, 37, 38 và 39 nha. Vậy là lấy size gì của mình size đó dùng cho em. Giáp hiện tại là em có màu xanh nha cả nhà nha. Cái buồn xung đi chị ơi, đợi xíu nha. Đợi xíu chị, cái gì em cũng lên hết trơn á, đợi em chút về. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A10 lên size. Lấy hơi cái đen mờ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A10 lên size 35, 36, 37, 38, 39 dùng cho em. 35, 36, 37, 38, 39, 89 ngàn. Cái đơn này nó chỉ thiếu cái hộp thôi cả nhà. Là mấy chị mua là hàng 300-400. Nó rất là nhiều loại nha mấy chị nha. Nhưng mà cái dòng đế này mấy chị này. Còn mấy cái bà HM này nó mang siêu bền luôn. Siêu bền nha mấy chị nha. Nhìn đế này. Nha cả nhà nha. Đây. Rồi đế của nó này mấy chị. Em chung lắm. Rồi 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mà A10 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mà A10 lên size dùm cho em. À lột lên size nha. 35, 36, 37, 38, 39. Đen size L Quỳnh Như. Rồi chốt liền cho em mã dùm cho em. A10 đi cả nhà. Chị nào chưa được lên lên mã mà A9 thì mấy chị cứ lên liên tục. A9 đen đâu xé cho Lan Phong Mai. Nhà hãy đang đọc lên cả nhà. Rồi lên liền cho em mà A10 lên size dùm cho em. Nha A10 kèm size. Thế đây chị nhá. 35, 36, 37, 38, 39 dùm cho em. A9 kem em hết đây rồi. A10 kem A9 đen xem mờ em hết luôn rồi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mà A10 89 ngàn. Có đồ bộ đợi hãy chút về. A9 đâu cũng có trơn cả nhà. Cái nhà cũng like hết. Chiều này hãy lên rất là nhiều mẫu đó. Đợi hãy chút. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. A10 lên size 35, 36, 37, 38, 39. Màu đen, màu đen lên rồi. Hãy chỉ còn nâu với lại kem. Nâu với kem nha, đợi hãy chút. Đây, cứ tiếp cái này bán tặng luôn. Kem L còn không ơi? Còn.
Em là đen với eo còn hết rồi. Rồi lên tiếp cho mấy chị luôn nha. A mùi dùng kem. Rồi lên liền kem mà A mùi dùng kem. Rồi lên liền kem mà A mùi lên size dùng em size 35, 36, 37 rồi 38 dùng kem. A mùi kem size đấy với em 35 thứ 39, 89 ngàn cái gì ạ? 35 thứ 39, 89 ngàn nha. Em có được có 5 ri thôi cả nhà ơi. Là mỗi size được 5 đôi nha. Ít lắm luôn á. A mùi với gì kem size chứ em ạ? Rồi lên liền kem mà A mùi lên size dùng kem mấy chị. Đợi em vừa sơ vậy chứ chưa xong miệng mây. Nhưng chị nào chưa chốt được đợi em một chút xíu thôi, em lên hai mã nên em quay lại cho mấy chị chốt qua, tại vì nó hơi bị lộn xộn cả nha. Ở vừa sơ 36 Bảo Châu nha, em lên nó một lần nó ba màu mà. Nhưng mấy chị ơi, A10 size 36 chờ anh Tuấn. Rồi lên liền cho em mà A10 lên size dùm em 35, 36, 37, 38, 39 dùm cho em ha. A10 size 36 kem đi boy. Rồi lên liền cho em mà A10 lên size dùm cho em 89 ngàn. A10 size 36 Đăng Thanh. Rồi cái set này em bán tặng cho mấy chị luôn. Mà mấy em A10 size 36 bình thường. Bán tặng cho mấy chị set này 99 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 11, 99 ngàn nguyên set luôn, không được. A10 size 36 mấy chị nhỉ? Thiệt sự luôn, cái này A10 size 36 mấy chị lên. Nhưng mấy chị nha, cái set này là hàng của nhà LB nè. LB nha, em tặng luôn cho mấy chị luôn, 99 ngàn, bán lỗ. A10 size 36 rồi, A10 size 37 em không tin. Ôi em bị ghiền cái chân quái này luôn á cả nhà. Thích lắm nha, chân quái này mang đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 11 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 11 nha mấy chị nha, 11. Áo 10 size 38 kim trinh đan. Lên liền cho em mã set 11 mấy chị, một con áo thun hàng LB dùng cho em nè. Hàng LB nha cả nhà nha. Kèm cho mình một con chân quái nè. Khó kéo bên. Áo 10 size 39 Thu Hoài Dương. Khó kéo bên hông nha cả nhà nha. Em tặng mấy chị 99 ngàn luôn. Áo 10 size 7 lên thì Bích Thảo. Rồi lên liền cho em mã 11 dùng cho em 99 ngàn. Nhiều phút kim chặt em thấy á, nhưng mà nó bị lộn xộn giữa cái màu á cả. Áo 10 size 7 Hạnh Ngôn. Rồi hãy xíu hãy lên cho mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 11 dùm cho em. Trời ơi, chương quái này mặc đẹp lắm á. Áo 10 size 7 Trịnh Cam. Chương quái này về mấy chị có thể mặc với lại mấy con áo. Áo 10 em chỉ còn size 35, 38, 39 vậy. Mấy con áo dây trơn cũng đẹp nha. 10 size 38 với Kim Cúc. Còn cái set này là mấy chị may như thế này nè. Đó, không bỏ vô thùng nha mấy chịu nha. Bỏ vô cũng được nhưng bỏ ra ngoài này nó trend hơn nè. Rồi lên liền cho em mã 11 dùm cho em. Lên liền cho em mã 11 dùm cho em nha. 99 ngàn lên lại đi cả nhà, có mấy set thôi. Lên liền cho em mã 11 dùm cho em 99 ngàn. Áo 10 size 35 với Su Kili. Rồi lên liền cho em mã 11 dùm cho em 99 ngàn. Em thấy chị đủ cánh nhạn nha, đợi em chút em lên lại cho mấy chị ha. Rồi tới công chuyện luôn, bán cái quần siêu phẩm này nha. 11 99 ngàn cho đi chơi trên. Rồi lên liền cho em mã 12 dùm cho em nè. Em bán tặng mấy chị con quần này 69 ngàn, mấy chị chốt liền nha. Khoa Khoa có đang xem không, chốt quần nè. Cái bữa về không có đủ chốt luôn á cả nhà. Em nhiều chị bị thiếu hàng lắm luôn. Ờ rồi sao em xuống cái đây có rồi ạ. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 10 11 12 12 69 ngàn quần ống sung dùm cho em. Quần ống sung nha mấy chị nha. Form này mấy chị nào mà 65kg đổ lại men ok luôn. Lên đúng mã dùm cho em mã 12 dùm cho em 69 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã nha mấy chị nha. Quần này mang mùa này đúng phê luôn á. Rồi lên liền cho em mã 12 69 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã 12 69 ngàn. 12 dùng cho em 69 ngàn, 65 cái đổ lại men ok dùng cho em, phải đẹp lắm luôn á trời. 12 69 cái số kia hai con. Rồi lên liền cho em mã 12 dùng cho em 69 ngàn, chút liền đi cả nhà. Lên liền cho em mã 12 nha, 69 ngàn. 12 chú xong Nguyễn My hai con. Quần ống sung dùng cho em, lên liền cho em mã 12. Chốt quần này vì riêng mấy chị mang sướng lắm. Đã cả nhà, thời tiết này mang xuống lắm nha, có 69 ngàn thôi. Rồi lên liền cho em mã 12. 12 Nguyễn Hồng Tiên. Lên liền cho em mã 12 dùng cho em 69 ngàn dùng cho em. 69 ngàn thôi cả nhà, chốt về mặt. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em dùng chị mấy bộ cung ở trong cái này. 12 Hân Mai. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em dùng hai chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 12 Hân Mai. 12 69 ngàn. Cái quần này là ở đâu em? Là ở trong đây luôn á hả? Là có chùm đây thôi hả? 12 cho Trịnh Cam. 12 cho Nabi. Rồi cái này em bóc được rẻ thì em lai rẻ cho mấy chị nha. Đây, quần này được trước em lai là hàng 139 ngàn á. Nhưng mà hàng này em về được hàng Quảng Châu cao cấp luôn. Đây, chị nào mà 52kg mấy chị lấy size S dùng cho em. 55kg lấy size M. Và 60kg nha mấy chị. 12 Ngô Kiều Anh. Lấy size L dùng cho em.
Em có 3 size S, ML nha. Em tặng mấy chị con quần này 89 ngàn. Rất là rẻ luôn nha mấy chị nha. Siêu siêu rẻ luôn. Quần này đợt trước em lên cho mấy chị là hàng 129 ngàn. Đây nha mấy chị nha. Quần ống suông dùm cho em nè. Và con này em về được hàng tao bao xịn sò luôn nha. Không phải hàng của mình lên nha mấy tình yêu nha. 89 ngàn. Lên liền cho em mã 13 lên size. Size S, size M, size L. Em nói thật luôn, lấy liền quần này nha mấy chị nha. 89 ngàn em bao giá toàn quốc luôn. Nhưng mà quần của nhà em là quần Vĩnh Châu luôn ha. Mấy chị nhìn cái dây của nó nè. Nhìn dây nha mấy chị yêu nha. Tát mát của nó là tan kỳ dùng cho em. Tan kỳ 13 S cho Hoàng Diễm. Chờ lấy thì chốt liền cho em. Lên liền cho em mã 13 lên size S, M, L dùng cho em. Lên liền cho em mã 13. Cho Như Quỳnh. Lên liền cho em mã 13 lên size S, M, L dùng cho em đi cả nhà. Size S, size M, size L nha. Một á lộn 89 ngàn. Em cứ nhầm cái đợt trước ấy. Đợt trước là mình like 139 hay 129 luôn đúng không? Đây cả nhà. Tịnh chua. Siêu đẹp luôn á. Mà vải xuống lắm á cả nhà. Ôi phải nhập ấy. Rồi lên liền cho em mã 13 lên size dùm em ha. 89 ngàn lên size. Size S, size M, size L. S 52kg, M 55kg, L mấy chị nào 60kg dùm cho em ha. Chào lấy thì chốt liền cho Hải nè. Rồi size M Ngô Kiều Anh. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em 13. Còn rồi lên liền cho em mã 13 dùng cho em. Lên size nha. 13 S cho Tuyết Nhi. Size S, size M, size L dùng cho em. Vải đẹp lắm luôn đó. Hàng cái quần của nó nè mấy chị. Nhìn cái hàng mà Quảng Châu. 13 S cho Suki Lê. Lên cái form nó rất là đẹp nha mấy chị nha. Vải nè. Đó, ống của nó ống xung. Rồi lên liền cho em mã 13 dùng cho em. 89 ngàn chốt liền đi cả nhà. 13 S, size L Bạn Thảo. Thật sự luôn, mùa này mấy chị mua mấy cái quần này về mang đi. Mang cứ vừa chống nắng được luôn đúng không? Vừa chống nắng được, nhiều lúc mình mặc á cả nhà không mà. 13 xe mờ được có nữa mấy chị ạ. Chị nào mà mình đi nắng á mình 13 xe mờ Lan Kim. Nhưng mấy chị yêu nha, mình đi chơi mình mặc áo khoác á. 13 xe mờ Phước Trinh Trần. Có thể mặc cái này bên trong nha mấy chị yêu nha, xong tới nơi mình cởi ra thôi, đơn giản nha. Hoặc là mặc 13 xe lờ cho Tiết Sương. Mấy cái quần này phối rất là đẹp luôn. Phối áo crop top cũng đẹp. Phối 13 xe lờ hả anh. Phối như áo hải đang mang cũng đẹp nè nha. 89. 13 xe lờ Quỳnh Liên. Rồi lên tiếp nha mấy chị yêu nha. 13 xe lờ Nabi. Trời ơi, quần đen, quần đen, quần đen. Hả? Còn dùm lấy mà. Rồi lên liền cho em 14 dùm cho em. 69 ngàn, trời ơi. Nhất nách luôn. Bỏ ra đúng rồi, nãy đi nó hơi. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em 14, 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 14 dùm cho em. 69 ngàn, quần xung đen dùm cho em 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 14 dùm cho em 69 ngàn, quần xung đen. Xung đen nha mấy chị nha. Thấy bữa mua mấy con này để rồi đó hả? Không. Rồi lên liền cho em mã 14, 69 ngàn. 14 dùng cho em, cái quần này chứ mặt nó mát. Chưa mát luôn. Rồi lên liền cho em mã 14, 69 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 14, 69 ngàn. 14, 14 dùng cho em, 69 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 14, 69 ngàn. 14 nha mấy tình yêu nha, 69 ngàn dùng cho hả? Còn xe nữa. Cái này là mấy chị nào mà phơm mấy chị nào mà 65kg mấy chị mang cũng được nha. Màu đen 69 ngàn. Mua quần màu đen mang mấy chị. Màu đen thì dễ phối đồ rồi nha. Màu đen rất là dễ phối đồ cho mấy chị luôn. Siêu siêu đẹp. Rồi lên liền kem hả, dùng kem 14, 69 ngàn. 14 dùng kem ha, 69 ngàn quần ống suông màu đen. 13 em chỉ còn SM thôi mấy chị ơi. B 13, 13 còn SM. Rồi lên liền cho em mã 14. 13 em còn xe S rồi cho Song Ngư. Rồi lên liền cho em mã 14 dùng cho em 69 ngàn đen nha. Thường đen là em bán chạy hơn là những cái màu khác. 13 em chỉ còn xe S thôi mấy chị ạ. Nha, cái quần xung đen này nè. 13 còn xe gì? S chốt đi Trung Lăng cho biết. 13 S cho Tuấn Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền 13 S cho Trung Hân. Rồi lên liền cho em mã 14 dùng cho em, 69 ngàn dùng cho em, lên lẹ nha mấy chị nha. Màu đen, màu đen, màu đen, màu ống suông màu đen dùng cho em, dài. Dài nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em, phải sướng lắm luôn á. Rồi lên liền cho em mã 14 dùng cho em đi cả nhà, 69 ngàn. 10, 14, 69 ngàn, quần xung đen. Em hết mã 13 lên mã 14, 69 ngàn cho em đi ạ. Rồi lên liền cho em mã 14. 14 Nabi. 14 nha, chốt lại cả nhà. 14 mình lên 69 ngàn. Khách mới mã kèm số điện thoại dùng cho em nha. 14, 69 ngàn. Lấy liền đi mấy chị nha. Lên liền, 69 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em. 14 dùng cho em, 69 ngàn. Lên liền cho em mã 14, 69 ngàn.
này hôm nay tặng cho mấy chị cái bộ này. 14 rồi chứ 36 rồi, 9 ngày chưa? Mười bốn phương hoàng. Rồi lên liền cho em mã 15, 79 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 15, 79 ngàn. Trời ơi, quá đẹp, quá rẻ luôn. Mười bốn xong rồi. Thiệt lắm luôn nè. Đó, 79 ngàn. Nha, 65 cái đổi lại này ok. Lên liền cho em mã dùng cho em. Mã 15 dùng cho em 79 ngàn. 14 hạnh quen. Rồi lên liền cho em mã 15 dùng cho em 79 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 15, 79 ngàn. Lên liền cho em mã 15 dùng cho em 79 ngàn dùng cho em. 14 trang thầy 15 nha, 79 ngàn, chút con nhanh nha, 15. Rồi chút liền cho em mã 15 dùng cho em 79 ngàn dùng cho em, vải đẹp lắm cả nhà. Bộ này chút đi cả nhà. 14 chục cái chơi. Rồi lên liền cho em mã 15 dùng cho em 79 ngàn. 14 liền trang. Khách mới mã kèm số điện thoại dùng cho em ha. Nhà em đi đơn trên 89 ngàn, nên là chị nào mà khách á, mấy chị cố gắng trộn dùng cho em. Nếu mà 89 ngàn mấy chị trộn dùng em hai sản phẩm nha. 14 ngàn em chốt. Nếu mà đơn mình 79 ngàn mình trộn thêm một sản phẩm gì đó nha, em đi đơn cho mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Áo mặc ok lên áo mặc hen. Mười lăm 79 ngàn với em mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 16 dùng cho em 85 ngàn. Lên liền cho em mã 16, 85 ngàn dùm cho em. Rồi chốt liền cho em mã 16 dùm cho em, áo phải mặc 85 ngàn. 15 chục mấy cây vậy chính. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 16, 85 ngàn dùm cho em. 16 nha, áo tan tốt dùm cho em, áo tay hớn đó cả nhà. Nhưng mà nó không có bị lộ nha, đây nè. 15 cho Yumi, Yumi. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em, mã 16 dùm cho em, 85 ngàn. Lên liền cho em mã 16, 85 ngàn dùm cho em. 16, 85 ngàn. 15 con Hải. Này máy với em kìa. 15 cho Trần Thị Thu Dân. Chị nào có đơn muốn chọn đủ đơn cho anh 89 ngàn để thứ hai bên video luôn đó chị nhỉ. 15 Nguyễn Trang. 17 dùm cho em, 89 ngàn. 17, 89 ngàn từ từ đem coi to xong nó xoay xoay xong. 16 Thanh Hải. Cảm giác sao nó rẻ rẻ sao cả nhà. Mã 10. 16 Phật Thanh Võ. 17. Rẻ quá trời luôn á em mà. Em sợ bị nhầm giá không á. 17. 16 Phương Hoàng. 17 lên size FML dùng cho em ha. 16 Hiền Nguyễn. 52kg, L là 55kg. Áo lộn M là 55kg, L là 60kg. 16 Đăng Thân. Rồi lên liền cho em mã 17 dùng cho em. 17 nha mấy triệu nha, với giá là 89 ngàn, hàng tao bao dùng cho em với cả nhà ơi. Cái nè 16 em hết rồi. Em nói thật luôn á, tại vì cái quần này đợt trước là em lên là hàng 129 ngàn. Cái này em nhập ở trong hàng tao bao, nó có sale á cả nhà. Em la mấy chị 89 ngàn nha mấy triệu nha. Kiểu như em cầm vô mà em chưa xem qua mà em cảm giác em bị sợ á. Tại vì nó đẹp mà nó rẻ quá cả nhà ơi. Nhìn cái quần này, hàng của nó là hàng tan trì nè. Tan trì nha mấy chịu nha, nhìn dùng cho em với nha mấy chịu nha. Cái quần của nó nè, cái vải của nó rất là đẹp nha, mặc sướng lắm mấy mấy chị nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã 17. 17 em size SML 89 ngàn. Size M, size L dùng cho em 89 ngàn. Size M Ngọc Trần. Rồi lên liền cho em mã 17 lên size dùng em ha. Size S, size M, size L 89 ngàn dùng cho em, vải đẹp, xuất sắc luôn á. 17 size L Thanh Ly. Hay quá, tại nhà nhưng mà dài, quần dài luôn nha, chứ không phải là ngắn nha mấy chịu nha. Để hãy đo cho mấy chị xem. Size S Nguyễn Nina. Quần của nó là dài nè. Dài nha mấy chịu nha, chứ không phải là hàng mà ngắn ngắn đâu. Rất là đẹp luôn, nhìn cái phong quần nè. Rồi lên liền. Để size L Phan Thị Thu Hoàng. Mấy chị mua quần may đi nha mấy chị nha. Lâu lâu mới có được cho mấy chị mấy mẫu quần á nha. Mấy mẫu quần hết, quần đẹp không à. Rồi lên liền cho em mã 17 lên size rồi nha. Size S, size M, size L. S 52kg, M 55kg, L cho mấy chị 60kg ha. Rồi chiều lại thì chốt liền cho em mã dùm cho em 17 lên size dùm cho em. 89 ngàn. Để cho Yumi, Yumi. 89 ngàn nha, đẹp mấy chị. Đẹp lắm á. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Để xe mờ Thanh Hải. Cái này để lại mang luôn. Đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã 17 lên size đi cả nhà. Em bán 89 ngàn kể quá em để lại mặt.
Vậy em kêu mẹ con xem mà chị hết L hết S à. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Vậy xem mờ dịp xuống em. Rồi lên liền cho em mã 10 18 dùng cho em đi cả nhà, 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 18 89 ngàn. 17 em còn một con xem mờ cuối cùng đó chị. Rồi lên liền cho em mã 18 89 ngàn cho chị mấy cái đồ mới mà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 10 18 dùng cho em nè, 89 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 18, quần ống chung nó có hai màu thôi hả nhỉ? Màu xanh với màu đen thôi hả? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 18, dùng cho em 89 ngàn nè. Cái bộ này nha mấy chị, nhanh, nó không phải là cái dáng mà ngắn như thế này đâu. Của nó là qua rốn cho mình ha. Và mấy chị nhìn cái cặp quần của nó là cặp quần rời. Nó là cặp quần rời nha mấy chị nha, nhìn dùng cho em nè. Vải của nó rất là xịn luôn, ở đây nè. Mấy chị nhìn nha, cái quần của nó săn lai cho mấy chị nè. Vải xe mờ thương ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 18, 89 ngàn. Lên liền cho em mã 18 dùng cho em 89 ngàn dùng cho em, bộ này chắc đẹp lắm luôn, phải bán rất là nhiều coi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 18 dùng cho em. Rồi lên nốt màu cuối cùng nha. 18 Hồng Phúc Nguyễn. Màu kem này có chừng đây thôi em. Màu kem có chừng đây thôi à. Rồi chốt đi dùng cho em mã dùng cho em nè, mã 10 19 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 19 19 em có SML dùng cho em luôn. 19 màu kem em có được 3 ly hả em? Rồi lên liền 18 kg ly. Rồi lên liền cho em mã 19 lên size S, size M, size L dùng cho em. Em phải lấy 2 màu rồi. 18 Nguyễn Thiên. Em phải lấy 3 màu luôn, nãy màu nâu đó hết rồi chứ không em lấy tiếp luôn á mấy chị. Đây nè. Ôi ôi. Rồi lên liền 18 Hạnh Nguyên. 19 lên size, size S, size M, size L dùng cho em ha. SML, S 52kg, M 55kg, L 60kg dùng cho em ha. Quá là đẹp luôn. Rồi lên liền đúng mã 19 cho em size SML 89 ngàn giùm em ạ. Lên liền cho em mã 19. 19 lên size dùm em. Size S, size M, size L dùm cho em. Lên liền cho em mã 19 kèm size SML. 19 kèm size dùm em. Size S, size M, size L dùm 19 size L Huyền Thay. 89 ngàn cả nhà. Chút gấp luôn. Rồi em combo áo luôn đi nhỉ. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em 19 dùm cho em. 19 size L Hoàng Mai. Combo áo này là không nói gian mấy chị luôn nha. Mấy chị luôn nha. Em mà đứa nào mà quen em cả nhà nó cũng đều mua hết 5 combo áo này, 3 combo áo nha mấy chị nha. Mặc rất là sướng. 19 size M luôn Kiều Anh. Nha, siêu sướng. Mà chị nào mua combo áo của nhà em là biết rồi đúng không? Mùa này là mang sướng ơi là sướng luôn cả nhà. Nha mấy chị nha, mát nữa. Rồi lên liền cho em. Áo đó à. 19 áo cho Viên Viên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 19 lên size dùng em đi cả nhà. Size S, size M, size L nha, SML dùng cho em. 19 size M Ngọc Trần. Rồi lên liền cho em mã 19 lên size dùm em. Size S, size M, size L nha. Hôm nay lên mẫu nhiều nên là lên chậm một chút xíu mấy chị. Nó này mặc sướng quá. Mấy chị chốt đi nha. Thiệt luôn á. 19 size L Phương Yên. Cái vải nó đã nè. 100 ngàn 3 cái. Lên liền cho em mã 20 dùm cho em. Nha, 20 dùm cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 20 combo áo. Nhưng mà nó có nhiều hình lắm chứ không phải là chừng đây đâu nha. Mua được mấy ly với chó em. Nha mấy chịu nha. Siêu siêu nhiều hình dễ hơn lắm. Mà hàng theo như thế này nè. 19 xe lờ Hoài Thu. 19 xe lờ vậy hả chốt. Rồi lên liền cho em mã 20 combo áo dùng cho em 3 cái 100 ngàn luôn nha. Bữa nay mới về thêm 19 xe cho em ít phương. Về thêm được ít nha mấy chịu nha. Vẫn là chuyên một bán tặng cho mấy chịu may. Rồi lên liền cho em mã 20 combo áo dùng cho em 3 cái 100 ngàn. Rồi em bán rất là nhiều rồi nha. Rất là nhiều luôn rồi cả nhà. Mặc rất là sướng luôn. Rồi lên liền cho em mã 20. Mình chính hát cho em Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 20 combo áo dùng cho em 3 cái 100 ngàn. Rồi siêu mát luôn á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em combo áo 20 mã 20 dùng cho em. Mình chính mở ngô Kiều Anh có rồi chưa. Mà mua combo áo này tôi sợ với bảo. Mình chính hát cho Kiều Anh. Tại vì cái combo áo này mặc nó mát mấy chị ơi, siêu mát luôn ấy. Siêu mát. 19 mấy cái bộ S mờ mấy chị ơi. 100 ngàn 3 cái nhưng mà hãy bán. 19 mờ lên Tuyết. Hãy bán tặng nha, 100 ngàn 3 cái lên liền cho em mã 20 combo áo dùng cho em. Combo 3 cái 100 ngàn. Trời ơi sợ cái vải thôi nó mát lạnh luôn ấy. 19 S cho Trâm Trần. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em combo áo nha, 3 cái 100 ngàn mà nó có nhiều hình lắm cả nhà. 19 mờ Nga Phạm. Còn cục nào trong đây không vậy? Rồi lên liền cho em mã 20 dùng cho em nha. Combo áo 3 cái 100 ngàn mấy chị có lên mã 20 dùng cho em. Bỏ cái mờ nữa còn xin đi. Còn hơn mà không nữa à.
Con lên liền cho em mã dùng cho 19 em chứ còn xe mờ là mấy chị ơi. 19 xe mờ Hoa Quỳnh. Đây chị Úc My chắc mấy combo rồi chị. Chị Úc My mấy combo rồi. Ở trong đây có nhiều chị. 19 em còn con xe mờ cuối cùng giờ lấy cho mình với em ạ. Con lên liền cho em mã dùng cho em đi cả nhà ơi. 20 combo áo như thế nãy. Lên liền cho em mã 20 nha, combo áo dùng cho em. Lên liền cho em mã 20. 20 lấy Phương. 3 áo 100 ngàn. Ba áo 100 ngàn ha, chiều lấy thì 20 cô ấy chưa xong em ơi. Mặc sướng lắm mấy chị nha, của nó là kiểu như là cô tông 20 giấy. 20 nhung. Thun giấy á mấy chị, mặc mùa này là hợp lý nhất luôn, mặc siêu sướng luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng 25 thì vĩ mà combo 3. Rồi lên liền cho em mã dùng em, nó có rất là nhiều hình nhưng mà của nó là mấy chị 20 yêu mây yêu mây. Đa số là theo nha cả nhà nha. Theo cho mình luôn, mặc rất là sướng luôn, quay mấy giặt vô tư luôn. Hình nhung có rồi, 20 combo áo cho mấy hồng tiên. 20 dùng cho em nha. 80 áo 100 ngàn 3 cái. 20 combo áo cho Úc My. Dạ. Hải ơi. Đây mấy chị Thương Lê ơi, chị 65kg. 20 combo áo cho hình như. Chị mặc size M lắm gì thì mình đứng chốt mấy bà ơi, nghe rã chứ. Rồi lên liền cho em mã dùng. Combo áo 20 cho chục nhí. Rồi lên liền cho em mã 21. 59 ngàn. Bikini dùng cho em nè. 20 tròn ngọc trang. Cái này chắc nó không phải là bikini đâu cả nhà, nó gọi là đồ bơi nha. 20 sukili. Nhanh nó đâu có hở đâu mà bikini đúng không, đồ bơi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 20 lớp ly. Rồi lên liền cho em mã 21. 59 ngàn. Con này mấy chị nào 60kg đổ lại men ok. Tại vì cái này không lên nữa đâu, mà theo yêu cầu của khách nha. 20 Nguyễn Thị Bích Duyên. Hải ơi, hãy lên đồ bơi đi, chị mua mấy cái về. Bạn chị dành hết trơn rồi, nó không hở gì hết trơn, mang xuống lắm luôn á cả nhà. Nha, đây mấy chị ơi. 20 lê hàng. Quần bên trong cho mình nè, nha mấy chị nha. Với giá là 59 ngàn, lên liền cho em mã 21 dùm cho em. Cứ mua bà áo 100 ngàn cho Thủy Lê 326. Cái mãi này mặc siêu mát luôn, nha cái đồ bơ này nè mấy chị nè. Coi giãn mấy chị và cái hàng đó. Thì mấy chị có rồi, Sunny Lê có rồi. Hẳn luôn nha, mà hè này mấy chị đi bơ rất là nhiều luôn á. Siêu siêu nhiều luôn, đồ bơi đẹp quá Hải ơi. Đồ bơi siêu đẹp luôn. 21 còn thanh vỏ. Con liền cho em mã 21 thì cả nhà có 59 ngàn thôi. Mà mấy chị biết order cái dòng này bao nhiêu không? Cả nhà 300 mấy ngàn đó. 300 mấy ngàn một bộ này đó mấy chị nha. Em bán cho mấy chị giá là 59 ngàn thôi. Mấy chị chốt đi 21, 59 ngàn. Đây này cái hàng này. Bán mà giống như bữa nay chị tóc. Dịp. Bữa nay sắp chuyển qua bán đồ bơi không rồi cả nhà. Ngày nào khách cũng nhắn tin hỏi đồ bơi hết trơn à. Nha, yeah, rồi lên liền cho em mã 21 dùm cho em. Lên liền cho em mã 21, 59 ngàn. 21 bài ba kim, chị nào có đơn rồi bơi nè, mấy chị cố gắng chọn đủ đơn trên 89 ngàn cho em ấy chị ạ. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. 21 dùm cho em. 21 Hạnh Nguyên. Rồi lên liền cho em mã 21 dùm cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mã 21 dùm cho em. Ba ba kim có rồi ạ. Rồi lên liền cho em mã 21. 21 dùm cho em. 21 Nguyễn Thị Bích Duyên. 21, 59 ngàn, chốt đi cả nhà. Chắc tôi sắp chuyển qua bán đồ bơ quá mấy bà ơi. Ngày nào ông khách hỏi đồ bơ hết trơn, nhắn tin lên bố. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Còn á nhỉ, cái này còn đúng không? Còn á. Rồi lên liền cho em mã 22 dùng cho em nè. 22, 89 ngàn. 21 dùng mi, dùng mi. Rồi lên liền cho em mã 22, 89 ngàn. Xét dùng cho em nè. Xét ba lỗ nè, đẹp chưa? 21 cho Phan Thị Thu Hoàng. Cái áo này nha, vì mấy chị mặc với lại cái 21 quần. 21 cổ lá. Cái quần tăng 9 ngàn lúc nãy em lên á, cũng rất là đẹp luôn nha. Mấy chị thấy bạn hot girl toàn mặc với cái dòng này với lại quần ống su không á. Cái áo và cái áo vạt bầu này nè. Yumi, Yumi, khách mới chọn em thì chọn cho em ai cho mà từ khoản đi rồi cho tiếp chị nhỉ? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, đồ bơi đẹp quá mà đẹp nhưng mà chị không biết bơi. Trời ơi, mình đi tắm biển mà đâu phải bơi đâu. Em cũng đâu biết bơi đâu cả nhà. Chắc nhiều chị không biết bơi lắm luôn á. Nhưng mà đâu, mình đâu phải biết bơi mới đi bơi đâu mấy chị ơi. Mình đi tắm đó, nha. Yeah. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Đó, bữa nay nắng nóng nè, mấy chị đi biển và đi du lịch nè, đi villa đồ này kia nhiều quá á. Hai tám chín ngàn cho Hồng Diệp. Mà nếu mà chị nào mà không tự tin mặc mấy cái đồ bikini mà hở hở thì mua mấy cái đó về mang nha. Hai hai tiên tóc. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 22 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 22. 22 Vương Hình. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 20. 20 ba dùng cho em 49 ngàn. Ủa cái này nhức nách nữa. 21 59 cho Thiên Nhi. Nha, thiệt luôn. Thiệt xuất sắc luôn á mấy bà ơi. Đây nè, có quần nè. 22 vô Phương Trang. Em chỉ bán duy nhất một hãng này thôi. Một hãng này. Hết 32 à. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 23 dùng cho em. À chị mà bơ 3 ngày nó mới được. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 20. 3 dùng cho em nè.
Rồi lên liền cho em ở 23 dùm cho em đi cả nhà. 23 nha. Lên liền cho em ở 23 đi cả nhà. Có mất ngực cho mình luôn này. Ở đây nó có quần cho mấy chị sắc sắc luôn. Rồi lên liền cho em ở 23 đi cả nhà. 49.000 dùm cho em. Rồi lên liền cho em ở 23 49.000. 23 đi cả nhà, 49.000 dùm cho em. Rồi lên liền cho em ở 24 dùm cho em nè, 89.000. Set này mấy bạn nào mà thích mặc cái bộ này mà trend như này lấy liền nha. Đây nha mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi ghi dùng cho em mã này là mã 24 dùng cho em. Lên liền cho em mã 24. 23 su su trần. Rồi lên liền cho em mã 24 nè. Trời cái set này đẹp lắm mấy chế ơi. Nhìn quần này bán 89.000 mà nó thật. Cái bộ này mấy chị mua 200 mấy ngàn ngồi á. Tại vì cái lô này hãy bóp sale á, hãy bóp chung với lại quần ống len này kia đó mấy chị. Thấy tên Sam Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em 20 mấy không? 24 dùm cho em 89.000. Vải của nó đã lắm. Form rất là đẹp nha. Giá phải là ngắn đâu, mang xuống lắm. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em 24 dùm cho em. Mấy chị nhìn cái cặp quần là mấy chị biết hàng nó như thế nào nha. Cái cặp quần của nó là quần như thế nào. 24 vô sao Nguyễn My. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em 24 dùm cho em 24 nào My. Lên liền cho em mã 24 24 Ti Ti Ly. Rồi cái này là form dài dùm cho em. 24 Thanh Hải. Đây nha mấy chịu nha. Đây lên liền cho em mã dùm cho em 20 5 dùm cho em 99.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã 25 dùm cho em 99.000. Nhìn cái hàng nó xịn sò lắm mấy chị. Đây nha mấy chịu nha. Cạp của nó này mấy chị nhìn cái con này. Tay áo của nó sắn lên cho mình. Tay áo của nó sắn lên nha mấy chịu nha. Con này mấy chị 60kg rửa lại mang ok dùm cho em. Lên liền cho em mã dùm cho em 25 dùm cho em. Cạp quần này mấy chị nhìn cái phôn quần này phôn to nha. Rồi lên liền cho em mã 25 99.000 dùm cho em. Con này của em hết rồi. Con này của nó sẽ giặt cho mình này. Đây nha mấy chịu nha, nó giặt chữ lên nè. Nha cả nhà nha, giặt chữ nổi lên luôn cho mình luôn, đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã 25 dùm cho em 99.000. 25 là 99.000. Lên liền cho em mã 25 dùm cho em 99.000 dùm cho em. 25 hình như. Còn chị nào cứ đòi hãy le là hãy ơi. Đây lên luôn nha, 26 dùm cho em 89.000. Lên liền cho em mã 26 89.000. 25 Thanh Hải. Rồi lên liền cho em mã 26 dùm cho em 89.000 dùm cho em một con xếp nè. Của nó là hàng nè mấy chị. Xếp nha mấy chị nha, tay Mochino. Cổ áo của nó là chạy viền cho mình. 25 tiên tóc. Cổ áo chạy viền nha. 99.000. 25 là 99.000 gì tiên tóc ơi, 25 cho Trang Trần. Rồi lên liền cho em mã 26 dùm cho em đi cả nhà 89.000. Xếp ống lê dùm cho em. Phải rất là 25 hình như có rồi Trang Trần, có rồi Trang Nguyên. Hình như em chốt 24 chứ không chốt 25 nha. Chị lên mã không hình như khác á. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Hình như khác á chị đúng không? Nhớ chứ hình như 77 á chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em 26 dùm cho em. Lên liền cho em mã 26 cả nhà. 26 dùm cho em nè. Lên liền cho em mã 26 nha. 89.000 xét quần ống le dùm cho em. Xét quần ống le dùm cho em. Rồi lên tiếp nha mấy chịu nha. À màu này là màu ghi đây chứ đâu đúng không? Màu ghi đúng không nhỉ? Rồi cái này màu ghi này cả nhà. 27 dùng cho em. 35, 36, 37, 38, 39 dùng cho em với giá là 89.000. Siêu đẹp luôn. Cái này chân này 35 này. Cái này 35 này cả nhà. Thế là cho chị một đôi 36 nha. Chị nào lấy thì chốt. Bao nhiêu mấy chị? 89.000. Đây mấy chị ơi, mấy chị nhìn cái đế của nó này. Cái đế của nó siêu em luôn và giặt cho mình nha mấy chị yêu nha. Đây, chèo lấy thì chốt liền đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Mã 36, màu xám, màu ghi đây cả nhà. Màu ghi đây nha, chị nào hỏi em màu ghi thì chốt nè. 27 lên size. Lên liền cho em mã 27 lên size. 27 kèm size lên em ạ. 36, 37, 38 và 39 nha. 5 size nha, chị nào lấy thì chốt. 27, 36 chờ anh tôi. Lên liền cho em mã 27 màu ghi đây. Chị nào hỏi em màu ghi đây mấy chị. Nãy em tưởng màu kem mà nó là ghi đây. Làm ghi đúng rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 27 lên size. 27 kèm size luôn chứ em ạ. 27, 67 với Yến Trần. Lên liền cho em mã 27 lên size dùng em. Còn cái quần đen nữa. Lọc ra chị đi còn size gì lại lên. 27, size 36 chị Yến Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em 27 lên size dùm cho em. 27 lên size nha. 27 size 37 cho chú sao miệng mi. Lên liền cho em mã 27 dùm cho em. Bồ lù đùi tròn. 27 kèm size với em ạ. Lên liền cho em mã 27 lên size.
từ 35 cho tới 39 cả nhà. 89 ngàn mấy chị chốt đi, may sướng lắm luôn á. Em chưng lắm. 27 sao 37 cho muốn lên hình. 27 sao 35 cho Bích Hương. 27 sao 36 cho Thi Hình Ngọc Khánh. 89 ngàn. Ấy lại không về được màu xanh cả nhà. Ấy không về lại không về được màu xanh. Em cảm ơn 27 36 Vân Lê. Em cảm ơn chị Bích Đoan tặng sao này, em cảm ơn chị Hành Nguyên tặng sao cho Hải nha. Cảm ơn mấy chị nhiều nhiều. Trời ơi. 27 sao 37 Lê Mỹ Tuyết. Tào lên liền cho em mã đen hết rồi chị đi fan luôn, em hãy nói rồi. Lên nha, tặng cho mấy chị một cái này. 27 sao 37 cho Thị Lê. Em hết sao 37 mấy chị ơi. Hết màu rồi em ơi, chị lên 3 màu đó. Rồi lên liền cho em mã 28. 27 xoay 36 cho Minh Thùy. 28 75 nghìn. 27 em chỉ còn xoay 35, 38, 39 thôi. Hôm cho mấy chị 60 kg đổ lại men ok. 27 xoay 36 hết luôn rồi mấy chị ơi. Được rồi nha. 27 xoay 35 cho Trần Thị Ánh Lợi. Nha, dễ phát mà mùa hè mặt mát nhất. Nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 27 em chỉ còn xoay 35, 38, 39 thôi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em 20. 28 chị à. Phú Thân Hàng inbox này chỉ lại giúp em đi chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 28 dùng cho em đi cả nhà. 70 chị Bảo Châu ơi, thì lấy mã 27 thì lấy mã 27 kèm size 39 giúp em cho khỏi nhầm mã đi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 28 dùng cho em 79 ngàn dùng cho em. Lên 28 79 ngàn 27 size 39 cho Bảo Châu. Rồi lên liền cho em mã 28 79 ngàn bộ lụa mango dùng cho em ha. Mặt sướng lắm luôn, siêu mát luôn nha mấy chị ơi. 79 ngàn lên luôn cả nhà ơi. 28 79 nha đi Phương. 28 dùng cho em. Còn em lên quần nha. Còn cái gì nữa. Rồi cái này em còn SML này. 28 bộ lùa 79 ngàn với em ạ. À. Chị nào lúc nãy mà em chưa chốt được, em chưa đọc 28 Thú Lăng Chung. Em chưa đọc tên thì mấy chị chốt lại dùng cho em nè. Ok, hướng lên hình nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 29 nè. 79 ngàn à. Rồi lên liền 79 ngàn lên size dùm em. Size S, size M, size L, 3 size. Chị nào lúc nãy mà em do em lên 3 màu một lúc á, nên nó hơi bị kiểu như là chốt lâu á, cả nhà cứ lại kiểu như nó gặp gặp á, nên là không có chốt được á. Nếu mà chị nào lúc nãy chưa chốt được thì lên lại cho em thì 29 dùm cho em 79 ngàn. Mấy chị lên size S, M, L dùm cho em còn 3 con thôi. Em còn mỗi size được có mấy, 1 con, 2 con thôi, cả nhà hết rồi đó. Hai chúng ta lờ đang. Chị nào chưa chốt được thì lên lại dùng cho em thiệt. Cái này em lên đầu like nhiều rồi cả nhà ơi, rất là nhiều luôn ấy. Đây mấy chị, cái quần nha, đây là quần dùng cho em chứ không phải là chân vải nha. Mặc lên phôm rất là đẹp luôn, xinh lắm. Lên liền cho em mã 29 lên size dùm em, size S, size M, size L dùm cho em. S, M, L nha, chị nào lấy đi nha. Rồi cho chị nâu luôn đi em. 28 bộ lùa vậy chứ nghe cho mưa bụi. Nó hãy mặc hết rồi cả nhà. Cái gì? SML. Rồi lên liền cho em mã 30 lên size SML dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 30 lên size SML. 30 kèm size SML dùm cho em. 79 ngàn luôn. 29S cho Thiên Thanh. Cái này em lên lúc đầu like kia cả nhà ơi, mà lên một lúc 29S cho Nguyễn Thanh Hằng. Nó hơi bị sợ kia nó lâu quá cả nhà. Bây giờ em qua mình rẽ cho mấy chị. Chị nào lúc nãy mà mình chốt hoài mà không được thì bây giờ mình lên ha. Rồi lên liền cho em mã 30 lên size SML. Để bỏ là... Rồi lên liền cho em mã 30 lên size SML dùm cho em, màu nâu dùm cho em. Thôi chính xe bò tên Hải. Cái này chốt 3 cá 3 màu về mang 79 ngàn thôi, còn đẹp. Quần này mặc với áo phông cũng đẹp. Thôi chính xe cho màu gì. Mặc với lại áo Hải đang mang cũng đẹp, mặc với lại sơ mi cũng đẹp. Rồi lên liền cho em mã 30 lên size SML dùm cho em. Lên liền cho em mã 30 lên size SML, màu nâu dùm cho em. Màu nâu nha cả nhà nha, kèm size vô mấy chị. Mấy chị nhìn cái quần nó dập ly như thế này. Nhưng mấy chị hiểu nha, dập ly cho mình, mặc lên rất là đẹp luôn. Này của mình tốt. Rồi lên liền cho em mã 30 lên size 30 mờ Thanh Hải. Lên liền cho em mã 30 dùm cho em, lên size đi cả nhà. 30 kèm size vô. 30 size L Hân Mai. Lên liền cho em mã 30 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 30. 30 là quần màu kem á chị nhá.
Nào lấy một màu kem lên mã 30 càng size là 30 hết chạy thắm. Rồi lên liền kem mã 31 dùng kem 99.000. Rồi lên liền kem mã 31 99.000 dùng kem. Lên liền kem mã 31 lại em lên cho mấy chị một con đầm đi tiệm. Nha, rồi lên liền kem mã 31 dùng kem. Rồi lên liền kem mã 31 dùng kem. 29 lúc nãy hết rồi chị Leo rồi. Lên liền kem mã 31 dùng kem. Rồi lên liền kem mã 31 99.000 phôm cho mấy chị 65 cái đổ lại men ok. Cái này em có được có mấy xé thôi nha. Xé này hàng cao cấp đó cả nhà, xé này đẹp lắm. Cái này là hàng 140 phải á, 140 nha cả nhà nha. Có 3 xé lại tặng luôn cho mấy chị luôn. 3 xé thôi cả nhà, chờ lấy chút liền cho em mã 31. 31 đi em, 99.000 đi ạ. 30 lúc nãy em lên là quần màu nâu, chị bạn lên kia má cho ba màu, quần màu đen là em hết rồi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, ba mấy? 32 dùng kem nè. Rồi lên liền kem mã 32 dùng kem. Lên liền kem mã 32 bikini dùng kem có 49.000 thôi. Cái này em bán tặng với chị 49.000. Size này là size M, chị nào mặc size M chút. Rồi lên liền kem mã dùng kem 32 dùng kem đi cả nhà. Rồi em lên trắng luôn cho mấy chị chốt ha, trắng nãy. Nãy mấy chị chốt trắng nhiều mà em không chốt được trắng, em chỉ lên được đen với nâu, em chốt được hai màu đó thôi. Rồi lên liền kem mã dùng kem nè. Lên liền kem mã dùng kem 32 à. 32 size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 32 size M 49.000. Cái bikini này đẹp. Bữa hôm trước em cũng có để lại một con ấy. Mà em tưởng đâu hết đó cả nhà. Cái này về lại được một con size M nè. Đây trắng đây cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 33 lên size SML, XL luôn đúng không? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 33 lên size size S, size M, size L và size L. Giá là 79.000. Rất là rẻ luôn. Em có cái quần này mấy chị chốt mà mặc đi mấy chị ơi. Quần này mặc quần sọc này là đẹp luôn rồi. Rồi lên liền trên mã 33 bikini thôi. Bò hơi là cái màu hôm đó. Ba là bikini, ba là đây mới rồi lại sang. Ba là chị Cam La lấy bộ màu, bộ màu nâu đúng không chị? Bộ màu kem đúng không ạ? Rồi lên liền cho em mã 333 33 dùng cho em, lên size dùng em. 33 kèm size dùng em. 33 kèm size dùng em. Size S, size M, size L và size L dùng cho em. Size 4 size 33 size M, 33 kèm có lỗi chị. 33 kèm size với em. Đầm sơ mi, đầm sơ mi. 30 để xe nào xe L còn em. Đầm sơ mi còn mỗi ngày 30 nào xe L, 79.000 cho Phạm Quyến. Rồi lên liền cho em mã 33 sẽ nghe vô Nguyễn Thị Bích Duyên. Rồi lên liền cho em mã 33 lên size. Em cảm ơn chị Đăng Thanh bằng sao nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 33 lên size XML, XL. 33 sẽ nghe cho Nabi. Rồi lên liền cho em mã 30 4 dùng cho em. 33 sẽ mở thêm Ngọc Khánh. Không, 33 là quần nha, chứ không phải là váy đâu cả nhà, quần. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Và sẽ lờ Phương Võ 34 dùng cho em, 99.000, 2 set duy nhất. 2 set nha. Bà ba sẽ nghe cho Cam La. Đẹp đúng lúc mùa này mấy bà có mặc mấy cái ngày thôi, bữa nay nó nắng quá trời nắng luôn. Bộ này mặc xuống, thoải mát lắm. Phải cô tông đó cả nhà, thấm bút mồ hôi lắm nha. Rồi lên liền cho em mã 34 dùng cho em. Bà ba sẽ nghe cho chị Phan Thị Thu Hoàng. Rồi lên liền cho em mã 34 dùng cho em, 99.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 34, 99.000, có 2 xét thôi. Bà ba hết xét em rồi chị Phan Thị Thu Hoàng rồi. Bà ba chỉ còn SML thôi. Rồi lên liền cho em mã 35 size M dùng cho em, 119.000. 34 giúp 9.000 cho Nguyễn Thiên. Rồi lên liền cho em mã 35 dùng cho em nè, 119.000 size M dùng cho em. Không đẹp không mấy tiền mấy chị luôn ha. Một con đầm đi tiệc dùng cho em nè. Của nó là có mút ngực cho mình ha. Và có tân đôi cho mấy chị luôn. Bao giá toàn quốc luôn. Em nói thật luôn á. Cái đầm này mấy chị mua về mặc đi đám cưới nè, cho mấy chị nha. Sinh nhật đại tháng thôi nôi nè. Du lịch này kia nè. 119.000. 119 nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. 35 dùng cho em. Lên liền cho em mã 35.
Chút này dùng cho em mã 35, 119 nghìn dùng cho. 35, màu đó lên rồi mà. Rồi lên liền cho em mã 36 dùng cho em, 89 nghìn bộ lụa dùng cho em. Chị Nguyễn thôi, em chọn thêm thì cặp với em 200 mà tài khoản đi rồi, chốt tiếp chị ạ. Có cực này nó còn sót lại vậy. Nè. Đúng không? Bữa trước mấy chị chốt mà mình kê lộ cái cục kia đúng không? Đây nè mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 36, 89 nghìn. Trời ơi, siêu cưng luôn á mấy chị nghe. Vải này của nó là lụa mango ấy. Còn mát mà dễ thương lắm luôn á, 89 nghìn này. Lên liền cho em mã dùng cho em 30. 36 dùng cho em 35, 119 đang thanh. Cưng lắm luôn á mấy chị. 36, 89 nghìn. Lụa nhà chinh á, cái này bữa nay các bạn like cũng phải là 130 rồi. 35, 119 với Đài Nguyễn. 130, 140 á, tại vì cái này 60kg rửa lạnh. 35 là đầm màu kem mấy chị nhá. Cái này là 60kg nha, phun to lắm, rộng mặt mát lắm cả nhà ơi. Riêng Hải là hải mấy 5-6 bộ đó cả nhà ơi, 5-6 bộ ấy. Rồi lên liền cho em mã 36 dùng cho em 89 ngàn. 36 hoặc lên vỏ. Lên liền cho em mã 36 dùng cho em 89 ngàn đi cả nhà. Lên liền cho em mã 36, 89 ngàn. Hứa là không về nhưng mà cái lô này nó quá là đẹp luôn. 36 rồi trang. 89 ngàn cả nhà, mua về mặt. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, cho chị làm semi vàng đi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 30, 36 đi cả nhà, 89 ngàn. Cho chị một con thôi nha. 36, 89 ngàn là giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã 37 đầm sơ mi dùng cho em, tặng với chị con này 99 ngàn luôn. Rồi lên liền cho em mã 37, 99 ngàn đầm sơ mi dùng cho em, phun này 65kg đủ lạnh men ok, đầm sơ mi phun to nha, dài qua gối dùng cho Hải nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, xem like cho em xin lúc tương tác cho cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã 37 dùng cho em với giá là 99 ngàn đầm sơ mi dùng cho em, chị nào hỏi đầm sơ mi thì chốt luôn nha. Chờ lấy thì chốt dùm cho em, mã dùm cho em 37 dùm cho em đi. Lên liền cho em mã 37, 37 nha, đầm sơ mi dùm cho em 99 ngàn dùm cho em. Lên liền cho em mã 37, chốt dùm cho em mã 37 nha cả nhà nha. 37 dùm cho em 99 ngàn, đầm sơ mi dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 38 dùm cho em nè. Lên liền cho em mã 38, 69 ngàn, áo phông dùm cho em. Áo phông hàng tan xanh dùm cho em nè, u xì dùm cho em nè. Vải đẹp lắm nha, mới chịu nha. Mã 7 Kim Lê Trương. Cái này là hàng của nó là hàng Quảng Châu cả nhà. Vải của nó là mát nhưng mới chịu nha. Nó không phải như hàng các GT của mình đâu nha, mới chịu nha. Tắm bút mồ hôi cho mới chịu luôn. Vải rất là sừng sò luôn, cổ của nó nè. Nẹp cổ cho mình nè. Hàng tan xanh tan sườn cho mới chịu luôn, 69 ngàn thôi. Rồi lên liền 38 Hương Nguyên. Lên liền cho em mã 38 đi cả nhà, 69 ngàn. Rồi cho chị cái đầm quỷ màu kem. Rồi lên liền cho em mã 38 đi cả nhà, 69 ngàn. Lên liền cho em mã 38 dùng cho em, 69 ngàn dùng cho em. 38 không còn trắng 69 ngàn lên cho em bây giờ. Ôi, nóng dữ thằng là bán áo thun đó bà, không chốt đó bà. 69 ngàn cái áo thun, xịn sò luôn, mặt mát rụi luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 37 dùng cho em nè. 39. À 39 dùng cho em nè, 119 ngàn. Lên liền cho em mã 39 dùng cho em, 119 dùng cho em. Lên liền cho em mã 39, 119 phong cho mấy chị 60kg đổ lạnh em ok. Con này 65kg bầu mang cũng được luôn ha, bầu mang tới xinh được luôn á nha mấy chịu nha, xinh xong mặt tiếp. Tại vì cái phong dáng của nó này, phong cổ yếm nha mấy chịu nha, 119 ngàn. Lên liền cho em mã 39 dùng cho em nè, 39 đầm cổ yếm dùng cho em, 119 ngàn. 39 lấy giùm em một, 38 ở phong trái sau dính vô bên đoàn. Lên liền cho em mã 39 dùng cho em. Đây chị phải cái hoàng chị lấy 70kg rồi lấy con này 79 nghìn. 40 dùng cho em 79 nghìn. Lên liền cho em mã 40 dùng cho em 79 nghìn. Trời ơi mấy chị ơi thiệt luôn á. Thường là nóng là bán chạy áo phông mấy chị mà năm nay không bán. Không bán mấy chị ơi, tại vì bữa nay toàn chạy váy. 38 xong 9 nghìn cho bạn Nguyễn. Đây mấy chị, khách mấy bạn khách ốc ông đi đâu mất tiêu à. Đợt này like váy nhiều quá luôn á, từ đầu năm giờ váy không à. Đây nè, áo phông 79 nghìn nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 40 dùng cho em. Nắng nóng là em lay áo phông 40 luôn Kiều Anh. Áo phông này kia nhiều hơn. Rồi lên liền cho em mã 40 Trần Thị Diễm hai con. 41 dùng cho em này, 69 ngàn. Đó áo phông xong rồi quần ống xu nữa. Rồi lên liền cho em mã 41 dùng cho em. 41 là 69 ngàn, 65kg đổ lại này ok 41. Rồi lên liền cho em mã quần ống xu dùng cho em, 69 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 40 mốt dùng cho em, 69 ngàn.
lên liền cả nhà ơi, 41 giùm cho em. 40 thanh hải. Rồi lên liền cho em mà 41, 69.000 giùm cho em. 41. 40 kia luôn. Nha, áo phong rồi tới quần ống thun nha mấy chị ơi nha. Rồi lên liền cho em mà 41 giùm cho em, 69.000 giùm cho em. 65 kg mấy chị mua ok. Cái này mấy chị có thể mua cho mẹ mình mang luôn nha mấy chị ơi nha. 40 con thì đúng rồi. Lên liền cho em nãy giùm cho em 41, 69.000 giùm cho em. Lên liền cho em mà 41, 69.000. 41 giùm cho em, quần ống thun giùm cho em. Đây hãy lên tiếp cho mấy chị nội thân nha. Này có 2 con. Lên 41 giùm cho em. 41 vừa rồi. Lên liền cho em mà 42 giùm cho em nè. Lên liền cho em mà 42 giùm cho em, 79.000 màu xanh giùm cho em. Lên liền cho em mã giùm cho em 42 giùm cho em. 42 nha mấy chị ơi nha. Chốt liền cho em mà 42. Thấy ba lỗ mới vừa lên đó em. Ba lỗ còn. Thấy ba lỗ trên chị đã có không nè. Nóng rồi bữa trước thì lên cả nhà lên quá trời lên. Rồi lên liền cho em 42 dùng cho em 79.000. 42 cho chị Kim Xuyến 37. Bữa qua chị mới vừa lên một cái sách ba lỗ. Ba lỗ màu nâu nâu thì nhớ. Ngay chỗ này đúng không? Không biết giờ nó đi đâu nè. Cà phong dùng cho em 69.000 lên màu nha. Màu đen, màu ghi và màu trắng dùng cho em 69.000. Phong tan tốt 75kg đổ lại nên ok. Đây, phong mặc tuyết nhung này thiệt luôn á. Phải nó phê nha, siêu phê luôn á. Đúng rồi, như thế anh. 43 dùng cho em màu đen, màu ghi và màu trắng dùng cho em 69.000. Rồi lên liền cho em màu dùng cho em đi cả nha. Rồi lên liền cho em mã 43 lên màu. Màu đen, màu ghi và màu trắng dùng cho em. Với giá là 69.000, không mà tuyết nhung này chốt liền nha. Em nói thật luôn á, em bán hết sạch luôn rồi cả nhà. Nha, em về mấy ngàn con mà hết rồi đó cả nhà nha. Chắc còn được lẻ tẻ. Rồi lên con cho mi đi liền. 43 đen cho Nga Nguyễn. Rồi lên liền. Hai màu là chị lấy hai màu gì Phương Thảo Nguyễn ơi. Rồi lên liền cho em mã 44 dùng cho em nè. 44 cả nhà. 69.000 sơ mi cam. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 44 dùng cho em. 43 trắng gì thấm. Rồi lên liền cho em mã 44, 69.000 sơ mi cam, vải siêu mát luôn. Nha, mùa này em chỉ bán cái vải mặt mát thôi nha mấy chị. Ok, chị Phương Thảo Nguyễn nha. Em chỉ bán mặt mát thôi, không có bán đồ nóng đâu mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 44 dùng cho em. Lên liền cho em mã 44. 44 dùng cho em 69.000 sơ mi cam dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 44 sơ mi cam dùng cho em. Để cho ghi với trắng ha. Rồi lên liền cho em mã 44 sơ mi cam dùng cho em. 43 trắng Quỳnh Liên. Rồi lên liền cho em mã 44 sơ mi cam dùng cho em phải xe luôn. 44 dùng cho lại nè, lúc qua mấy chị mới vừa hỏi. Đây lên con đáo này đi nè. 44 44 Nhật Vy. Rồi lên liền cho em mã 45. 44 Ngọc Diễm. 45 99.000 mấy chị, chốt cái bộ này đi mấy chị. Bộ gấu này đẹp nè. 45 hả? 45 99.000 bộ gấu. Rồi lên liền cho em mã 45 dùng cho em, 99.000 bộ gấu dùng cho em, đẹp quá. Nha, xuất sắc luôn ấy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em, để hãy coi còn mẫu gì hãy bỏ nha, hãy sợ hết á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 45 dùng cho em 99.000. Ôi ôi, xuất sắc. Rồi lên liền cho em mã 45 dùng cho em 99.000 dùng cho em bộ này mà. 45 cô Kiều Anh. Lên liền cho em mã 45 dùng cho em 99.000 dùng cho em. Nghe 45 dùng cho em, cái áo phong này mặc cũng đẹp luôn. 45 nhã nơ. Rồi lên liền cho em mã 45 dùng cho em 99.000. Lên liền cho em mã 45 99.000. 45 đó giúp em 99.000 nha. Cái set đó đi nè, cái set đó là cái set ở gì? Cái tư dục cái cỏ hàng đó. 45 cho Thùy Trang Nam Phước. Lên liền cho em mã dùng cho em 45. À, đúng rồi, sao lại quên cái mẫu này. 45 thì vô 40 6. Lên cắt ơi, 46 dùng cho em 89.000. 45 Ngọc Diễm. Em mặc cái này nha. Ồ, để em chút. Ở xe Ngô Kiều Anh à. Sao lại quên được. Cô áo em mặc này, còn con là nó không chút cho anh. Ừ.
Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Úi trời ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 40. 46 dùng cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mã 46 nha mấy tình yêu nha. Cái này mấy chị mặc với lại cái quần ống sung á nha, cho cái kính 50.000 đeo vô cho nó hợp. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 46 dùng cho em 85.000. 46 chu xong Nguyễn My. 46 ô Kiều Anh. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Em cảm ơn chị Cam La tặng sao, cảm ơn chị Mai Diễm nha. Rồi lên liền cho em mã 47 dùng cho em. 46 chút trần. Rồi lên liền cho em mã 47 đi cả nhà. 47 nha mấy chị yêu nha. Tặng luôn mấy chị con này 89 nha. Lên liền cho em mã 47 89 nha. Lên liền cho em mã 47 89 nha dùng cho em. Lên liền cho em mã 47 dùng cho em này. 89 nha, bộ gấu này luôn nha. Cái này em bán chi ăn nha, thiệt luôn lẹ không nhập được 89 nha, em nói thật sự luôn á. Nhưng mà hôm nay mấy chị tặng sao cho em nhiều quá luôn á, nằm bán rẻ luôn cho mấy chị luôn nha, siêu siêu nhiều sao luôn. Rồi chờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em nè. 47 dùng cho em. Lên liền cho em mà 47 87 thì dùng. Lên liền cho em mà 47 89 ngàn đi cả nhà. 47 Nhật Huy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 48 dùng cho em, tặng luôn 89 ngàn. Đó, hôm nay tặng nhiều sao quá trời luôn á. Tặng luôn cho mấy chị 89 ngàn. Này mình like bao nhiêu nè? 119 ngàn đúng không? 119 đó cả nhà. Bây giờ xếp tăng tốt này, tặng luôn 89 ngàn luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 48 dùng cho em, 89 ngàn. Xếp tăng tốt này, chị nào hỏi tăng tốt Tịnh Phan lấy tăng tốt này em. 47 cho anh Tôn. Đấy nè, áo giống chị mặc cái áo giống bánh xanh, không phải chị mặc này, kèm quần cho mình luôn có 89 ngàn à. Bằng bán cái áo 47 không phải ông Phạm. Bằng bán cái áo nha. Này nguyên set luôn 89 ngàn. Lên liền cho em mà 48. 48 dùng cho em nè. Hết áo tan tốt này cả nhà. Đó. Kèm cho mình cái quần này. Cái áo này không ổng hợp bán mua trên 130 rồi cả nhà. 47 Lê Bích Trâm. Nha, kèm cho mình cái quần nữa nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 48. 48 nha, mà cái quần của nó là dạng, nó không phải là ngắn mũ đâu. Cái quần của nó dạng lỡ lỡ ấy, may xuống á. 48 dùng cho em 89 ngàn. 48 nguyên gì? Rồi lên liền cho em mà 48. 48 lên liền. Ê từ từ đưa ra em lấy cho cái để nhầm cho. Trời ơi. Tới công chuyện luôn khách ơi. Khách ơi, có 3 xé thôi nha. 49 đi mấy chị. Nha, 89 ngàn luôn, một cái quần ống sung luôn. Ui, cái này mình xót hồi nào đi nhỏ hàng. 48 thấy anh. Cái chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em cái mã này là mã 49. Một con áo thun. Xong rồi kèm một con quần ống sung chà leo mấy chị ơi, chà nồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 48 gì nhận lên. 49 đi cả nhà, 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 50 dùng cho em này, 99 ngàn. 49 vô ô Kiều Anh. 50 này siêu xịn luôn. Rồi lên liền cho em mã 50. Mấy chị lấy mã 49 mặc đi. Thì cái quần mát mấy hề. Quần đúng vải xịn luôn á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 50 dùng cho em này. Lên liền cho em mã 50 dùng cho em này cả nhà. Đây nha, cái này là cái chữ của nó sẽ dập nổi lên cái áo cho mình. Nó dập nổi lên này cả nhà. Đó. Kèm cho mình một con quần nữa nè. Em tặng mấy chị set này 99 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Còn set dập ly quần xanh màu xanh không phải không? Hình như là hết rồi chị Bích Hương, giờ nó còn hàng đó, nó còn lẻ lẻ một cái không à. Chị bữa nào mới soạn ra like được. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã mấy em? 50 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 50 nha, có 4 năm xét đó cả nhà. 50 dùng cho em với giá là 99 ngàn. Lên liền cho em mã 50 dùng cho em, 99 ngàn dùng cho em, dập nổi đây cho mấy chị. Dập nha mấy chị nha, vải đẹp lắm luôn, cái này mang xuống lắm mấy chị, mát lắm. 50 cam la 99 ngàn. Lên liền cho em mã 50 dùng cho em. Rồi đây mấy chị, 69 ngàn, 51, 69 ngàn. Cái hàng này không tự nhiên mà em bán 69 ngàn đâu nha. Tại vì em nhập ở trong nguyên một cái lô sale luôn. Lô rất là lớn nha, nhà em nhập siêu nhiều luôn. Nên là chị nào mà bút được cái set này mấy chị cố gắng trộn dùm em hai cái nha. Em bán rẻ cho mấy chị mặc cái 69 ngàn, mấy chị chốt liền thì mà có 2 set thôi. 2-3 set gì đây, cái này mình còn 50 Cẩm Loan. 51 nha, 69 ngàn, quải rất là đẹp nha. Rồi lên liền cho em mã 50. 50 trang trần. Lên liền cho em mã 51.
Rồi lên liền cho em mã 51, 69 nghìn. Lên luôn nha, lên liền nha. Có 2 set thôi, chút nhanh đi hết. Mấy bước dùng gì? Rồi lên liền cho em mã 52 dùng cho em nè. 51 Lê Hồng. Rồi lên liền cho em mã 52, 99 nghìn. Đi rồi chị Phương Nguyễn. 52, 99 nghìn, có 2 set thôi. 52 này bán quá trời nhiều luôn á nha mấy chịu nha, mấy cái bộ này em không có việc số lượng lẻ đâu cả nhà. 3 set này tặng luôn mấy chị 99 nghìn, 140 nha. Lên liền cho em mã dùng cho em 52 dùng cho em. Lên liền cho em mã 52. Chưa gì bình đoàn năm mai cho Kim Sĩ. Lên liền cho em mã 52 dùng cho em 99 nghìn. Lên một cái bộ dễ thương đó nè. Cái này là cái gì đi nữa nè. Bộ hả? Thôi nè khoái bà ơi. Nè, xinh vậy. Trời ơi, đơn giản mà đẹp lắm. 53, em tặng mấy chị 79 ngàn nha. Size này mấy chị 55 ký đổi lại. Đơn giản mà đẹp lắm cả nhà. Thì tự luôn. Nha, nhìn nó như vậy nha. Một cái đầm form A thôi. Form A nha mấy chị nha, mà hơi bị xinh luôn á. Nó có cái bèo này nè. Phía sau của nó là có khóa kéo nha mấy chị nha. Khóa kéo cho mình ở đây nè. 79 ngàn thôi, vải đẹp lắm luôn. Trời ơi, trúng xì xò luôn á. Lên liền cho em mã dùng cho em 53 dùng cho em 79 ngàn. Lên liền cho em mã 53 nha, 79 ngàn dùng cho em. Trời đơn giản mà đẹp lắm. Lắm ba chú sao miệng quay. Đẹp lắm á, thì cái này nào không nhớ luôn. Không gì nhớ luôn. Lên liền cho em mã 53 đi cả nhà, 79 ngàn. Gia Canh Trần ơi, chị cọp với em ai cho em vào tài khoản đi rồi. Em chốt cho chị nhá. Rồi lên liền cho em mã 50. Nói chị lúc tối rồi chị. 54 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 54 dùng cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mã 54, sáng này em tặng với chị 99 ngàn nha. 54 này hàng của nhà em là hàng 140 nha, hàng này là hàng 140 nha mấy chịu nha. Hàng số 5379 cho cậu không lo. Hàng số nha cả nhà nha. Số 8 dùng cho em. Này là hàng 140 á. Lên liền cho em mã 54 dùng cho em 99 ngàn. Lên liền cho em mã 54 dùng cho em 99 ngàn dùng cho em. Vải rất là đẹp luôn, siêu đẹp nha. Thấy mấy chị. Từ nào chú thì lấy liền dùng cho em. Lên liền cho em mã 54 dùng cho em 54. Rồi em có mấy cái bộ này em bán chi ăn cho mấy chị luôn. Lên liền cho em ở 54. 53 vậy chứ như chồng mới. 53 đẹp lắm á chị, nhưng mà em không biết em về khi nào luôn mà mình ghét ở trong đó quên mất tiêu à. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 55 dùng cho em tặng với chị cái bộ này 59 ngàn. Lên liền cho em ở 55, 59 ngàn có mấy xé thôi mua về mặt. Mặc sướng lắm luôn á, mấy cái quần này may sướng lắm luôn. Kèm cho mình con áo thun này, cái này vừa bán vừa tặng nha mấy chị nha. Đây mấy chị, con áo này mua trên 70 ngàn rồi, tặng cho mấy chị cái quần nữa mà có 59 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 55, 59 ngàn. 55 cam lo. Lên liền cho em mã 55, 59 ngàn. 55 Trần Thị Diễm. Lên liền cho em mã 55, 59 ngàn. 55, 55. Rồi lên liền cho em mã 56 dùng cho em nè. 79 ngàn. 55 cho Lê Hồng. Rồi lên liền cho em mã 56, 79 ngàn. Phong ca, phong hồng. 55, 59 ngàn. Mua về mà em mấy chị. Phải đẹp. 55 Ngô Kiều Anh. Phải nhớ cho chị mấy cái hàng không cắt ra. Ở ngoài có cái set caro, có set vàng ở ngoài đó. Hồi tối chưa đem vô đúng không? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 56 à. 56, 79 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 57 dùng cho em 79 ngàn. Lên liền cho em mã 57, 79 ngàn dùng cho em. 56 luôn hàng thương. Thấy con áo này cái ưng về mà nó hết màu rồi đó. Em về đủ màu rồi nha. Em về trắng nè. Em về trắng nha. Em về kem. Em về xám cho mấy chị đủ màu luôn á. Nhưng mấy chị nha, con áo này rất là đẹp luôn. Phía sau của nó là chữ như này, có 79 ngàn thôi. Hàng thun xịn nha mấy chị nha. Hàng hãng mắt này mấy chị có thể tắm ra sợt ra. Lên liền cho em mã 57 dùng cho em 79 ngàn. Lên liền cho em mã 57 dùng cho em 79 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 57 dùng cho em. Hàng chảnh lắm đó chị Hải. Mã 53 đẹp mà.
Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 50 8 dùng cho em 69 ngàn. 57 hả anh? Lên liền cho em mã 58 69 ngàn có một con thôi. 58 69 ngàn tan xanh. Chị nào mua cái phong này bị ghiền không biết nha, nó thiệt đấy. Lên liền cho em mã 58 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 59 dùng cho em này. Lên liền cho em mã 59 nha mấy chị nha, 59 79 ngàn. Lên liền cho em mã 59 dùng cho em. 59 dùng cho em, 79 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 59 79 ngàn. 58 kim tinh đoan. Rồi cái set này lúc tối nó có 5 set rồi là mẹ không đem vô nè. 59 vô nhiều anh. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 60. Em có size S với lại size L này. Em coi còn cái size không? Không, em còn S với L thôi cả nhà. 179 ngàn. Do là cái này em có ít quá nên là em chưa đem vô ha. Tại vì hôm bữa em ra hết rồi cả nhà ơi. Hôm bữa em lên hết rồi nha mấy chị yêu nha. Chèo lấy thì chốt đi dùng cho em nè. Em có size S với lại size L thôi. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 70 hả anh? À, 60 lên size dùm em. Lên liền cho em mã 60 lên size nha. Em có S và em có L cả nha. SL thôi nha, hàng double lot cho mấy chị luôn. Hàng cao cấp nha mấy chị nha. Em mấy chị áo em mặc còn cái gì sao mua vậy? Đẹp lắm luôn nhưng mà chỉ có S với L thôi nha. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã dùm cho em mã 60 dùm cho em. Lên liền cho em mã 60 lên size SL dùm cho em. 60 lên size SL nha. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã 60 lên size S và L dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 61 dùng cho em. 60 á cho chú xong miệng mi 17 chứ. Lên liền cho em mã 61 dùng cho em 69 á 79 ngàn. 61 79 ngàn con hổ đen. Con hổ đen này chị nào lấy quên rồi hả? Chị Bích Trâm phải không ta? Chị nào dặn em cái con này mà quên mất. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 61 con hổ đen dùng cho em. 61 con hổ đen nha. Lên liền cho em mã 61 con hổ đen dùm cho em 79 ngàn. Lên liền cho em mã 61 hổ đen dùm cho em 79 ngàn dùm cho em. Chút 61. Số 1 Sam Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 62 79 ngàn một con duy nhất. 62 nha, 79 ngàn một con duy nhất luôn cả nhà. Không có con thứ hai luôn, thật sự là hết rồi. Hết rồi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 62 dùng cho em này. Lên liền cho em mã 62 62 dùng cho em 79 ngàn một con thôi. 62 không phải không phạm. Rồi lên liền cho em mã 63 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 63 63 nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mã 63 79 ngàn này. Cái set này mà bán 79 ngàn là quá là sai luôn á. Quá sai nha mấy chị yêu nha, quá là sai luôn chứ không phải size bình thường nữa. Đây mấy chị nha, 79 ngàn. Con này mấy chị nào mặc size M đủ lạnh mang đẹp. Phía sau có 50% chung, kia đồng ngôi đó. Ủa mẹ bao nhiêu? Áo em mặc này là 85 ngàn. Ok, sao không Nguyễn nha. Lên liền cho em mã 63 đi cả nhà, 79 ngàn. Một cái set nha, phải linen bằng một con áo phong. Mấy chị thấy rẻ không? Một cái set thôi đó cả nhà mà em bán sale cho mấy chị á, đó là giá sale nha. Chờ lấy thì chốt liền đi, đẹp lắm luôn đó. Số 3, số 7 chứ đi Giang Huỳnh. Rồi lên liền cho em mã 64 dùng cho em. Lên liền cho em mã 64 bộ ngố. Em tặng cho mấy chị bộ ngố này 69 ngàn. Chị nào múc liền luôn ha, múc dùng cho em nè. Một con áo thun nha mấy chị nha. Đặc biệt là cái quần ngố nó quá là đẹp luôn. Cái quần ngố nó rất là xịn nha mấy chị nha, siêu xịn luôn. Lên liền cho em mã 64 dùng cho em. Lên liền cho em mã 64 đi cả nhà. 64 nha, tặng mấy chị luôn 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 65 dùng cho em. 69 cho trà anh Tuấn. Rồi lên liền cho em mã 65, bộ này tặng bao nhiêu đây hè? Thôi tặng luôn mấy chị 109 ngàn đi. 109 nha, có set duy nhất mà không có set thứ hai nha, hết rồi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 65. Lên liền cho em mã 65. 65 nha, một cái bộ quần ống xuân dùng cho em. Cái này là lên hàng 165 ngàn. 165 nha, có set thôi, tặng mấy chị luôn. Lên liền cho em mã 65 109 dùng cho em. Lên liền cho em mã 65 dùng cho em 109 này. Xào 65 109 hàng nhà Minh này. Nhà Minh mà bán giá này nè. Chế nào mà ưng mặc đồ mà mua một lần thôi, xong mặc xong thanh lý thì lấy cái hàng này. Thanh lý đảm bảo lãi hơn hải luôn.
hàng nhà Minh nhưng mà size S thôi cả nhà. Size S nha, con này là của Mai Phương Bùi đó cả nhà. Mai Phương Bùi có mặt đấy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 66 dùng cho em nè, 99 nè. Nguyên một set luôn, hàng của nhà Minh nha. Cái này là hàng đắt đó cả nhà. Hàng đắt nha mấy chị nha, nhưng mà hồi hãy bán xe luôn cho mấy chị luôn. Đây mấy chị, con này là mấy chị về mấy chị mặc con áo bra hoặc là một con áo ống bên trong mình khoác nha, xong mình mặc cái chân váy nè. Giờ lấy thì chốt liền cho em, khoan hãy hớp rồi cả nhà ơi. 66 dùng cho em, 99 ngàn, hàng nhà Minh nha. Minh nha, chị nào lấy chốt đi. 66, 99 ngàn. Hàng nhà Minh đó. Cho kim xuyến 317. Hàng nhà Minh nha, chị nào lấy thì chốt cho hãy. Rồi lên gì đây. Cái gì nãy chị mặc cái này đó. Rồi lên liền cho em mã 67 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 67, 79 ngàn. Lên liền cho em mã 67 dùng cho em 79 ngàn. Đẹp lắm luôn. Để giờ bay ra mặc cái con này chứ. Mặc vô nha, bạn bỏ thùng vô cũng đẹp lắm. Của nó là dạng như tay, tay giống như con lúc đầu phải mặc nó mấy chị. Đây nha mấy chị yêu nha. Của nó là tay hớn á. Tay hớn nha, em tặng với chị 79 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 67 dùng em, 66 gì con ép không em. Rồi lên liền cho em mã 67 dùng cho em. 66SM rồi chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 67 dùng cho em, 79 ngàn dùng cho em. Con này mang lên đẹp lắm. 79 ngàn. Vải xuất sắc luôn á. Chị chốt đi. Con nó đẹp. Lên liền cho em mã 67. Rồi lên liền cho em mã 68 dùng cho em, 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 68 dùng cho em. Set chờ leo dùng cho em nè. Cái này là hàng theo hết nha. Cái quần nó rất là đẹp mấy chị ơi. Em thật luôn, em tâm đắc cái quần lắm nha mấy chị ơi nha. Nguyên set cho mình em bán 89 ngàn. Giờ lấy thì chốt liền cho em. Xem like chấm bài dùng trải với cả nha. Xem like cho em xin nút tương tác nha. Đấy mấy chị quần nè. Kèm cho mình áo này. Mà đây là theo nha mấy chị ơi nha. Hàng theo hết cho mình luôn. Cái quần của nó là giống như cái chất mà mấy chị hay mua cái mấy cái bộ cao cấp ấy. Nhưng mấy chị nha, nó không phải là chắc chung với lại cái quần này đâu. Nó là chắc quần của nó là quần khác ấy. Nguyên xét luôn 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 67 hay em. Lên liền cho em mã 67 đi cả nhà. 67 nha, 89 ngàn. À 68 à. Lên liền cho em mã 68 đi cả nhà. Lên liền cho em mã 68, 89 ngàn dùng cho em. 68, 89 ngàn. Rồi lên cái gì nhỏ. 68, 89 ngàn mấy chị ơi. Lên liền cho em mã 68, 89 ngàn. Xem like chấm bài đi cả nhà. Giờ lên cái gì đây cả nhà. Để cho chị ít hàng lẻ đi nha. Ít hàng lẻ nha. Ít hàng lẻ nha cả nhà nha. 68 cho Thanh Hải. 89 ngàn. Mấy cái bộ thun nó hay xuống. Ê cái này còn S nè. Có S nè. Mấy chị ơi quần này em có SM. 68 cho Hoa Nguyễn. Cái quần này em có SM nè mấy chị. S là 52kg, M là 55kg nha. Cái form này to đó cả nhà. Trời ơi, bán có 69 ngàn thì chốt nhanh nè mấy chị. Này đẹp quá. Quần này mặc với áo này là siêu hợp luôn đó. Siêu hợp luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 69 dùng cho em. Lên liền cho em mã 69. Mấy chị lên size SM. S là 52kg đổ lại dùm em. Tại vì cái quần này nó có co giãn nè. Nha, M là 55kg nè, 58kg mang cũng vừa luôn, nó co giãn. Mà cái phong quần này mặc nó ôm vô cái mông nó đẹp lắm á cả nhà. Đẹp lắm nha. Cái này mấy chị mặc áo thun mà giáo quần cũng đẹp. Lên liền cho em mã dùng cho em 69, lên size SM dùng cho em. Lên liền cho em mã 69 kèm size SM, quần này chắc đẹp lắm. Có kéo phía sau cho mình nè. 69 kèm size SM xong với bạn hả? Thôi vải rất là đẹp mấy chị ơi. Vải của nó là hàng u mì á. Hàng u mì nha chứ không phải là cái hàng mà hàng thun đâu nha mấy chị ơi nha. Form rất là đẹp luôn, cái quần này được chứ em nhớ em bán chạy rất là nhiều cả nhà. Cái này em qua em mới vừa lên hàng sale lại á. Em về được hàng sale mà có được có mấy con chốt còn được vài con. Giờ lấy đi chốt nha. Quần đẹp. Rải xíu nha, lên bớt hàng sale cho mấy chị chốt. Tầm 3 video nè. Rồi bé này em coi áo đi làm. Mấy chị ơi, xem like chấm bài đi mấy chị ơi, tương tác lên. 69, 52kg là size S đây nè. 69 cho 2S cho Triều Thủy Tiên. Rồi cái này là áo xô baby doll tặng mấy chị 49 nghìn. 69 nghìn. Rồi lên liền cho em mà áo xô dùng cho em đi. Áo xô nha cả nhà nha, cái này là đầm á.
đầm xô luôn, đầm xô nha, hãy đặt với chị luôn 49.000. Lên liền cho em mã đầm xô 49.000 giùm cho. Không có đi đâu rồi trời. Cái này đen còn không ta? Cái này em có vàng, em có đen, 139.000. Vàng đầm xô là 49.000 mấy chị ạ? Rồi lên liền cho em mã giùm cho. Giết em ngốt rồi cả nhà ơi. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em nè. Em có vàng và em có đen nha. Em tặng mấy chị 139.000. Chị nào thích đầm sung thì chốt nha. Đầm sung em về đầm này nha mấy chị nha. Còn đầm thun thì được mà nó làm cái phôm nó nhỏ quá nên là em không lấy được á mấy chị. Phôm đầm sung của em là em phải là hàng phôm to mấy chị nha, mấy chị nha. Con này nè, dập ly dùng cho em 65kg đổ lại em ok. Cái này em có cả màu đen nữa, mà biết màu đen em để đâu rồi. Đầm sung đen. À cái tinh cộng nè. Bây giờ sáng nó còn mấy cái. Ừ, xin đen đâu rồi ta. Đầm xô không chính cho La Nguyễn. Rồi nha, tụi em chút. Như còn đâu được mấy con nữa. Chút đi, em chút đi rồi. Chút đó thôi. Chút đó cho năm, chút này. Có chị mới vừa lên. Số 1 đó. Đen rồi con. Đen. Đen còn cục nữa mà. Ừ. Rồi. Rồi đây con. Rồi lên liền dùng cho em mã dùng cho. Em lên cho mấy chị con này nữa. Con này 129.000. Xung đen 139. Đây mấy chị con này 129 nha. Con này lấy đi mấy chị. Con này 139 tiếp trên. Con này cái vải tổ ong này nè. Nha, tại vì bữa nào mà em lên xác định em lên hàng sale thì em sẽ lên hàng sale cả nhà, bất khi lên hàng mới á. Ừ. Rồi lên liền cho em mã dùm cho 129.000. Mà có nhiều chị ông lên hàng mới mấy chị ơi. Em mấy chị. Sao có phải đang cầm là sao mấy chị nào mặc size S, size M, size L, size E là ok luôn. Đen dùm cho. Lên liền cho em mã dùm cho em. Đồ luôn à. Đây mấy chị có cổ dùng cho em, nút dùng cho em nè. 129.000. Lên liền cho em mã váy đen 129 dùng cho em. Lên liền cho em mã váy đen 129 nha. Đen dùng cho em, dáng của nó là dáng đầm nha. Đầm dài cho mấy chị luôn. Đi cho chị cho. Chị viết trên lên mã này luôn thì hãy bấm ra luôn để bảo bia luôn nè. 169.000. Cho pho 2 set đó luôn. Vậy là hết đúng không? Tao còn được còn. Em còn được 3 set nữa mấy chị. Em còn 3 set nha, 3 set tin nữa là hết đó. Chờ lấy thì chốt liền cho. 169.000. Còn 3 set cuối cùng. 3 set cúng cùi nha, chờ lấy thì chốt. Bỏ riêng rồi mày, giúp riêng rồi mày. Bỏ riêng ra luôn. Em đem 129 như Trần Mến. Rồi lên liền cho em mã set tin 169.000. Em còn duy nhất được 3 set. Đem 129 cho Lan Nguyễn. 3 set nữa mấy chị nào lấy thì chốt đi hết hàng rồi đó cả nhà. Số 1 số 9 cho Tuyết Trinh. Chị Trần Mến rồi em Tuyết Trinh nè, chị lấy luôn không? Lên liền cho em mã dùng cho em, Tuyết Trinh dùng cho em. Size này mấy chị nào mà 60kg đổ lại em ok nha. Tuyết Trinh này trên 300 không ấy. Đi sỉ trên 300 đó cả nhà, chốt đi. 169.000. Lên liền cho em mã Tuyết Trinh đi cả nhà. Rồi set cargo này em còn đúng duy nhất hai con size M. Lên liền cho em mã xích trinh. Rồi xích caro dùng cho em 179.000 size M, 2 set cúng cùi. Xích trinh mà Quốc Trường. 2 set cúng cùi nha, hết nha mấy chịu nha, size M dùng cho em. Đây một 2 giấy như hình như. Rồi lên liền cho em mã xét dùng cho em 179.000 size M. Lên liền cho em mã xét caro 179.000 size M. Hả? Rồi lên liền cho em mã set caro dùng cho em. Xin lỗi mà xin lỗi nha chồng mến. Rồi lên liền cho em mã set caro dùng cho em 179.000 size M hết hàng luôn. Hai con. Còn hai set cuối cùng nữa mấy chị ạ. Size M 179 size M. Trời ơi, xuất sắc luôn á khách ơi, chốt đi nha. Em thề luôn, cái chân váy này là mặc siêu che bụng nha mấy chịu nha. Siêu siêu che bụng mỡ luôn nha. Có hai set duy nhất size M hết nha. Size M 55kg á. Lên liền cho em mã set caro size M dùng cho em. Xin lỗi mà xin lỗi nha Sam Nguyễn.
hai cái cuối cùng thấy nó che bụng mặt đẹp lắm mấy chị. Rồi lên liền cho em áo dùng cho em, áo sơ mi trắng 99 ngàn, hãy bán con nào cũng báo rồi thì phải lên nền đó cả nha, chị nào mua lên nền cũng biết nha. Chết chinh mà. Rồi lên liền. Rô cho Phạm Hồng. Rồi cái này là lấy mặt rồi đó. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã sơ mi dùng cho em, sơ mi trắng 99 ngàn. Rồi lên liền cho em mã sơ mi trắng dùng cho em 99 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã sơ mi trắng dùng cho em 99 ngàn. Cổ nó là cổ vét dùng cho em nè. Cổ vét cho mấy chị yêu nha. Vải của nó là vải lên nền. Vải lên nền mùa này mấy chị khỏi phải bàn nữa nha. Mặt siêu mát luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em. Sắc caro hết rồi hả? Caro cho Quỳnh Thơ Lê. Caro hết rồi đó cả nhà. Vái nè. Vái này size của Hải đang cầm là size 52, cứ đổi lại. Em tặng mấy chị con này 99 ngàn, mấy chị lấy mang luôn đi. Hàng xịn sò của nhà Hải luôn đó. Đây mấy chị. Rồi lên liền cho em sơ mi trắng 99 ngàn. Sơ mi trắng với Hân Mai. Rồi lên liền cho em mã váy 99 ngàn dùng cho em. Tự nhiên bán con này 99 ngàn, mấy chị em nói thiệt luôn á. Nhìn như vậy thôi chứ mặc lên đúng đẹp luôn á. Mặc lên xinh đó nè. Em đang suy nghĩ lấy đúng không? Kiểu mà. Rồi lên liền cho em. Con này mặc đẹp, con này đi đám cưới này kia mang xinh. Thật sự luôn á, 99 ngàn. Ôi ôi. Tức à, có hai con thôi. À việc bị bệnh lười mặt đó, mặt lên đẹp đó, con này tan hồng luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em. Váy 99 Quốc Trường. Váy 99 ngàn. Rồi lên liền cho em, cái này em có set này là... Váy 99 chị Trần Mến. Set này cái gì của Thảo Thảo quên rồi mấy chị. Nè. Cái này em có hai con, một trắng một đỏ nha, trắng và đỏ dùng cho em. Size của Hải đang cầm là size M, Hải tặng mấy chị 79 ngàn set này. Riêng cái chân váy này là mấy chị mua trên 100 ngàn rồi, em thiệt luôn. Cầm cái chân váy của nó rất là đẹp nha, có quần bên trong cho mình luôn, áo này nè. Cái con set mà set hốt đó mấy chị ơi, set mà nút bọc như này nè, nút bọc nha mấy tình yêu nha, nút bọc tay cũng nó nút bọc luôn ở phía sau cọt nơi cho mình nè mấy chị. Set hốt đó em có áo màu đỏ với áo màu trắng. Chèo lấy thì chốt liền cho em xếp đỏ xếp trắng dùng cho em 79 ngàn. Đỏ với trắng dùng cho em 79 ngàn nè mấy chị. Màu trắng với màu đỏ nha 79 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mà xếp trắng xếp đỏ dùng cho em. Đỏ thì em có được 3 set, trắng thì em có 1 set thôi. Chèo lấy thì chốt dùng cho hãy. Xếp trắng xếp đỏ 79 ngàn. Nhanh mấy chị thôi. Với chứ lúc đó. Rồi cả nhà. Rồi chị nào nhắn tin Hải để cho chị con váy hoa này đi. Nha. Bao nhiêu quên rồi, 139 ngàn. Hết rồi cả nhà. Đỏ trắng bà dưới Trần Mến. Hết rồi mấy chị, 139 ngàn. Rồi lên liền cho em mã váy hoa 139 dùng cho em. Con này mấy chị size 52kg dùng cho em ha. Con hoa này mặc vô ngay cái ngực nó đẹp lắm ấy. Tùy theo mấy chị mặc ưng cọt lên cổ cũng được nha. Còn ưng thì rút dây như này nè. Con váy hoa này xịn. Trắng hết thì cũng lá thôi, còn xéo đỏ thôi. Đẹp chưa, xịn sò lắm luôn, hoa dài nè. Dài nha mấy chị ơi nha, mà em lấy một con đầm này 139 ngàn mấy chị chốt đi. Suy nghĩ là hết nha, đi villa này kia, đi chụp hình sáu mão thôi, nhức nách nha mấy chị ơi nha. Nhức cái bà nách luôn, siêu đẹp, có kéo phía sau cho mình nè. Ở đây của nó là cái cổ nó là chung nha mấy chị ơi nha, ở đây cũng có nè. Dây của nó là dây rút nha, mình mặc tới đâu mình rút dây vô hè. Lên liền cho em mã hoa dùng cho em. Cái đó như nguyện quá hộp. Lên liền cho em 139 ngàn. Lên liền cho em mã hoa dùng cho em 139. Hoa giang hình, hoa mai diễm. Lên liền cho em mã hoa dùng cho em 139 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 49 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã đồ bơ 49 ngàn. Cái này em hoa 139 cho Ngao Nguyễn luôn luôn. Khách em nói là Hải ơi, cái này mặt nó không có hở gì luôn á. Kiểu như nó không có bị sát hé như hàng tam giác nha mấy chị nha. Con này mấy chị mặt nó ngang nha. Ngang nha mấy chị nha. Chị nào mà không tự tin thì mình lấy liền. Lên liền cho em mã dùng cho em, không tự tin mặc bikini lấy con này cho em. Mặt kiểu như nó nghe y như cái quần đùi mà quần vái gì đó cả nhà nha mấy chị nha. Chứ nó không kiểu như là sát háng của mình nha mấy tình yêu nha. Không mà nó còn về tay nữa, xong rồi nó làm cho mình ở bên hông nè. Làm cái eo của mình nó chị kiểu như là ảo eo á, ảo eo nha mấy chị nha. Chèo lấy thì chốt liền cho em mã đồ bơ dùng cho em với giá là 49 ngàn, rất là đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã đồ bơ dùng cho em 49 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã đồ bơ dùng cho em 49 ngàn. Hãy có duy nhất được có mấy con thôi. Chèo lấy thì chốt liền cho em mã đồ bơ dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã đồ bơ 49 ngàn.
Lên liền cho em mã đồ bơ dùng cho em, 49.000 dùng cho em. Đồ bơ nha cả nhà nha, 49.000 dùng cho em. Có mấy con thôi cả nhà. Hết rồi. À, còn mấy thôi như nè. Còn này như thế không chị ơi. Còn mấy thôi nào như thế không chị ơi. Mời 49 nhân nghiêm phạm, chị nào có đơn với chị cố gắng chọn đủ đơn trên 89 ngày để thứ hai em đi đơn luôn đó chị ạ. Mời 49 cho 10 Nguyễn Thị. Xét xanh em còn 52 cái đổ lại thôi cả nhà. 52 cái đổ lại nha, đổ lợi nha mấy chị luôn nha. Với giá là 179 ngàn. Mời Khánh Ngọc. Rồi lên liền cho em mã xét xanh, không cái xét này này nhá, nó có cái caro, caro vàng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng hết rồi chị Hoa Hồng ơi. Xích xanh dùng cho em. Đôi bơi bên này bên duyên. Rồi lên liền cho em mã xích xanh 52kg dùng cho em nè. 179.000 2 set 52kg nha. Cái này em bán siêu siêu hết luôn á cả nhà. Còn duy nhất được 2 set cuối cùng. 2 set nha. Giờ lấy chốt liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã xích xanh dùng cho em. Mấy chị nhìn cái quần dùng cho em. Xong rồi kèm áo cho mấy chị này. Hàng cao cấp nha. 179.000. Hàng mấy bà bán sốt đó. 179 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã xếp xanh dùng cho em. Lên liền cho em mã xếp xanh dùng cho em. Xếp xanh, xếp xanh. Rồi chị hãy còn quần xung, dây xung không. Rồi nãy chị mới lên đó, màu đen. Đen còn không? Phải có màu đen với màu xanh. Rồi lên liền cho em mã xếp hồng dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã xếp hồng 79.000. Hồng 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 79.000. Rồi lên liền cho em mã xếp hồng dùng cho em 79.000. Lên liền cho em mã xếp hồng dùng cho em 79.000. Có xếp không? Một xếp không? Còn nhớ cho chị xung đen nữa không? Có còn không? Xung đen với xung xanh nữa chứ không? Mình đi ăn ấy, chỗ bên em còn rồi. Xếp hồng 79.000 lên giúp em chưa được? Được, chị cần giúp em. Cho chị ăn được thuốc cái xanh chỗ đâu chị? Đây cái này em có xuân đen và xuân xanh nha. Em lên có 69.000 mấy chị chốt đi. Thì năm nào hãy cũng like cái hàng này, hãy like quá trời nhiều luôn á mấy chị. Đẹp chưa? Cái này người lớn cũng thích mặc lắm mấy chị. Nha mấy chị ơi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em có màu, em có màu đen và em có màu xanh. Em về hai màu này mấy chị dễ may nhất luôn. Mà mấy chị mua cho mẹ cũng được nha. Đen xanh này ai may cũng vừa ở trong cả nhà. Với lại nó hợp nữa cả nhà nha. Không bị kén tuổi nữa. Em có màu đen và em có màu xanh nha. Đẹp lắm. 69 ngàn thôi mấy chị. Lên liền cho em mã xung xanh và xung đen nha. Xung xanh và xung đen dùng cho em với giá là 69 ngàn một quần này. Một quần nha. Cái vải siêu mát luôn á. Chị nào lấy đi chút. Cô bơ 2 xếp. Cô bơ rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Quần xung xanh và xung đen dùng cho em. Rồi ai sẽ cho tiền tóc. Trời ơi 69 ngàn mấy chị ơi. Mùa này là mấy chị siêu thích luôn ấy. Rồi dây rút là cái kia. Dây rút là hết rồi sao. Dây rút còn một con một kem thôi nha. Màu đen còn. Rồi lên liền cho em mã xanh. Xanh 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 đen xong chính là em lấy xanh đen đúng không? Xanh đen, xanh đen như trong mi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Màu xanh với màu đen. Đen rồi. Đen còn ấy, đen còn rồi mà. Còn rồi chút thì màu đen thì màu đen. Rồi lên liền cho em đen cho thì Diễm. Màu xanh màu đen 69 ngàn. Xanh cho Lully. Lên liền cho em mã xanh đen 69 ngàn. Xanh đen kiểu Diễm. Mua hai màu mang, trời ơi đừng mua một màu. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Màu xanh đen 69 ngàn cho em. Màu xanh với màu đen 69 ngàn. Xong đen ngon kiểu anh này. Rồi lên liền cho em mã số 1 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã số 1 89 ngàn. Xanh đen duyên nguyên hai con. Đen của Thảo Nguyễn. Mã 1 89 ngàn. Lên size SML. S là 52kg, M là 55kg, L là 60kg. Và mấy chị chốt ngay và luôn nha. Để hết là không về lại. Quần này em về được hàng to bao em mới lên cho mấy chị giá là 89 ngàn. Nếu mà em hàng về của mình á, em nhập qua tay là em lên là hàng 129 ngàn. Tại vì em nhập đắt hơn ha. Còn cái này em nhập được rẻ thì em bán thẻ cho mấy chị. Hàng của nó là tan chì nè. Nhưng mấy chị yêu nha, tan chì nè.
mà nó có nó là ba tan cho mấy chị luôn, hàng rất là xịn luôn đó mấy chị, chốt liền nha, hết là hết luôn á, cả nhà không có về lại nha. Rồi lên liền cho em mã số 1 lên size SML dùm cho em, 89.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã số 1 lên size size S, size M, size L, 89.000. Hết là hết luôn. Một lơ luôn Thảo Nguyễn. Mấy chị nha, không về lại những cái mẫu này á, nên là mấy chị chốt. Một lơ cho Thị Diễm. Rồi lên liền cho em mã số 1 lên size SML dùm cho em, 89.000. Màu kèm size dùm em. Màu S trang mi. Dài, em 1m7 là nó cũng phải là tới mắt cái. Dài á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Màu S 10 Nguyễn Thị. Lên liền dài nè, phải có bán ngắn đâu. Dài. S 10 em. Lên liền cho em mã dùng cho em. Mấy đi. Nhiều quá. Còn đóng mấy lần đẻ nữa. Bốc mơ Ngọc Diễm. Hai cái lờ quyên gì. Một lờ hôm mai. Rồi lên nha. Một lờ hoa nguyễn, một lờ một mờ cho lưu ly. Cái gì mấy cái hộp hộp, cái là hộp gì có dài, có giấy gì trong đó không? Rồi lên liền cho em mã. Một mờ Trang Anh. S là 52kg. Một S từ Vy Dương Nguyễn. M là 55kg nha. S, à, L là 56, ông là 60kg. S là 52kg. M 55kg. L là 60kg. Chị nào lấy thì chút. Rồi lên cho mấy chị cái đầm body này. Đầm body này 79.000, chốt điện hết nha. Chốt điện hết nha, hàng Zara. Rồi lên rồi, thì Dung ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi chốt liền cho em cái mã này là mã đầm kem dùng cho em. Lên liền cho em mã đầm kem, đầm body kem tặng mấy chị 79.000. Rồi lên liền cho em mã body kem 79.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã body kem 79.000. Body kem dùng cho em 79.000 dùng cho em. Body kem nha, 79.000, con này body nhưng mà không có hở nha. Bữa nay mấy chị mặc lên nó xuống đây rồi, và cái này nó lên đây rồi nè cả nhà. Không hở nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mở body kem dùm cho em 79.000. Cái gì tiên tốt nha. Là ba cái nó giống nhau á chị nghe. Lên liền cho em mở body kem 79.000. Rồi cái này lên liền cho em mở sơ mi dùm cho em đi. Sơ mi 59.000, còn hai con thôi. Lên liền cho em mã sơ mi 59.000 dùng cho em. Sơ mi này vải mát lắm nha, vải siêu mát luôn á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em cái mã này là mã sơ mi dùng cho em. Lên liền cho em mã áo sơ mi. Lên liền cho em mã áo sơ mi dùng cho em. Lên liền cho em mã áo sơ mi dùng cho em. Sơ mi nha, 59.000 hai con duy nhất. Hai còn một con cuối cùng á hả? Còn con rồi. Hết rồi. Rồi cái quần kem này còn một con duy nhất thôi cả nhà ơi, size M. Quần kem size M dùng kem 89.000. Quần kem size M 89.000. Lên liền cho em mã quần kem size M 89.000, một con cuối cùng luôn á khách ơi. Một con duy nhất nha. Rồi cho chị mấy con. Shopee Trang Anh, Shopee Trần Lân Khánh. Ở trong góc có phòng ra gì. Bà ra chứ phải có một cái đây. Rồi con này. Cái bảo cái gì sẽ mới vô. Rồi lên liền cho em xe luôn cho mấy chị luôn. 79.000. Nãy lấy đi. Bỏ nó đi, tôi bỏ cái xe ấy. Nãy mới vượt qua mua cho rồi. Bỏ cái xe rồi đi cho. Rồi lên liền cho em mã áo 79.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã áo 79.000. Áo ngực 79.000. Đâm body kem 79 cho Mỹ Nguyễn. Mấy chị ơi, nó là một con áo kiểu dạng như là mấy chị để mặc với lại cái quần lúc nãy cũng được nè, mặc cái quần gì cũng đẹp với trơn hết nha. Rồi lên liền cho em mà áo trắng dùng cho em, áo ngực trắng dùng cho em đi cả nhà, em tặng mấy chị luôn 79.000. Cái này hàng đắt nha, thiệt sự luôn, con này mấy chị phải mua là nó phải là hàng 130, 140 nha, vải của nó mát đã lắm. 79.000. Quần kem mình chỉ có size M thôi chị Trang May ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mà mùa này mấy chị may sướng lắm. Mang siêu sướng luôn, 79.000 thôi. Rồi lấy chốt liền cho em mà áo 79.000. Ôi kem 79 cho anh Minh. Lên liền cho em mà áo 79.000, áo trắng 79.000. Rồi lên liền cho em mà áo 79 ai cả thị đoàn. Cái
này có đủ size không nhỉ? Hay là còn tìm đó đó à? Để mình dùng trong đây hả mày? Rồi cái này em có SML dùng cho em nè, 179.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em xếp vàng SML 179.000. Trong 179.000 phạm. Rồi lên liền cho em mã vàng lên size SML 179.000 dùng cho em. Vàng nghe đẹp lắm. Quần kem, quần kem là 89 à? 89.000 mà quần kem hết rồi mà anh tiếp đi. Còn size M đó. Quần kem là size M thôi cả nhà ơi, M52, ở quần 55kg nha, chờ ấy chốt tiền cho em. Rồi lên liền cho em mã xếp vàng 179.000 lên size SML dùng cho em. Xếp vàng kèm size SML 179.000. Xếp vàng nha. Rồi cái này em đang mặc ở trong người luôn á. Đang mặc ở trong người luôn. Này rất là sướng luôn. Siêu sướng nha, thay vì mặc áo ngực nha, mùa này mấy chị may mấy con bra này, siêu mát. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em bra này. Bra nha cả nhà nha. Hôm nay tặng bao nhiêu hả? Hôm nay tặng cho mấy chị xếp vàng S1 SML 179 cho em ạ. Cười gì cười, bán lỗ mà cười. Vàng S thì hiểu rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lại cả nhà 52 cái lấy mờ, lấy mờ cũng được cả nhà, tùy theo chị mặc eo của mình nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đây mấy chị. Quần trên tính cái ngọc liền ở 23. Rồi chốt bờ ra tặng luôn 59.000 lỗ nè. Màu reo, màu trắng, màu đen, màu nâu, không lỗ đờ, không nẻ luôn đó. Nên là chốt luôn nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi chốt ngay và liền dùng cho em màu đen, màu nâu, màu reo và màu trắng em tặng 59.000. Em không nhập được giá này luôn á cả nhà. Em bán lỗ đó, thật sự luôn. Bờ ra này mang xuống lắm, phải đang mặc nè. Và cái áo này ngắn nên lại phải bỏ đấy, chứ lại đang mặc đây cả nhà. Đây nha mới chịu nha, mang xuống lắm luôn hả, nó thật sự luôn á. Siêu xuống nha mới chịu nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã bờ ra đi cả nhà. Thì tim nó chốt xây mòn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em bờ ra. Cho chị xong ngôi. Lên liền cho em mã dùng cho em bờ ra lên màu dùng cho em. Màu đen, màu nâu, màu reo còn mấy con vậy nhỏ. Em nghe đấy. Màu reo em có 2 con. Ờ chưa luôn. Trước gì là cho này. Rồi lên liền cho em mở bờ ra đi cả nhà. Nha, màu reo, màu nâu, màu trắng, màu đen. Trắng cho Tú Lan Trung 59.000 luôn, bán tặng luôn. Trời ơi, mùa nào mấy chị hay vì mặc áo ngực mình mặc áo bờ ra không, mấy chị mua về mặc đi tập gym cũng được. Trắng đen như Lương Thu. Tập yoga cũng được nha mấy chị ưu nha, mặc sướng lắm nha mấy chị ưu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em kèm màu luôn. Trắng đen nha, trắng đen, nâu, reo thì hết rồi đúng không? Bờ ra kèm màu đi chị Thủy Đoàn ơi. Reo có mấy cái mày? Reo có 2 con thôi. Chị Thủy Đoàn, cái này đây cho ai, bà ra đây cho ai Nguyễn. Chị Thủy Đoàn là màu gì cũng được ấy. Rồi cái này bán lỗ luôn. Rồi trắng đen hoa Nguyễn. Rồi tặng mấy chị luôn. Đen là 34 à. Trắng đen cho hợp diễn. Đen 34, hồng 35 tặng luôn, xe luôn mấy chị 49.000. Trắng đen Thủy Đoàn. Xe luôn mấy chị 49.000. Áo ngực nha. Rồi trắng gì Hân Mai. Màu hồng là size 36, tặng kèm cho mình một con quần. Nha 49.000, bán lỗ luôn á. Nhưng mà chị nào nhớ có đơn nha, có đơn thì nhà em mới nhét vô được á. Chứ còn có một cái này thôi thì em không đi đơn được á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Bờ ra là mấy chị mặc size S, size M, size L đều ok hết á. SML, XL đều hết nha, coi giãn á chị. Rồi cái này lên liền cho em mã set tiếp dùng cho em nè. Em bán tặng mấy chị 49.000, hồng là 30. Hồng là ba mấy? Hồng là 36, đen là 34. Hồng là 36, đen là 34 nha. Giết lai like hết rồi cả nhà ơi. Hồng 66 cho Trình Văn Khánh 49.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã hồng là 36 này, đen là 34. Áo bực, áo ngực dùng cho em. Áo ngực nha, tặng kèm cho mình một cái quần chip. Còn cái chip siêu xịn. Hồng 36 em học Nam Phương. Siêu xịn luôn á, cái chip đẹp lắm luôn á. Còn nhiều không mình? Đen hết rồi hả? Chị lấy hồng nha, hồng là 36, đen là 34. Đen là 34 nha mấy chị ưu nha. Và nó có cho mấy chị một cái quần chip nữa. Và cái này em bán tặng cho mấy chị. Hồng cho chị Ngân Thu 49.000. Cái chiếc xe 36 hồng gì đoàn. Hồng em coi 36 là tôi. Hồng á.
Rồi lên liền cho em mã reo. Số hồng xe 36 cho mình thì bao nhiêu em? Reo 89 ngàn. Reo 89 ngàn. Reo 34 cho bất hợp. Rồi lên liền cho em mã reo 89 ngàn. Em có xét không? Có ai xét? Mấy chị lấy đi, cái quần chip không? Cái quần chip nó mua trên... Không thấy một Trịnh Văn Khánh. Cái quần chip nó mua trên 80 ngàn rồi đó mấy chị. Cái quần chip xịn đó. Rồi lên liền cho em mã reo dùng cho em này 89 ngàn. Rồi cái này lên liền cho em mã beo tặng mấy chị luôn 69 ngàn. Beo 69 ngàn có xét không? Beo nha 69 ngàn. Lên liền cho em mã beo 69 ngàn một xét. Beo nha 69 ngàn một con gì. Rồi lấy beo ghi beo dùng cho em. Beo 89 ngàn rồi em. Này cái chị gì đó 52 cái em bị chốt mồm có chốt cái gì. Cái gì sao có đơn đủ đơn này có chốt cái gì cái gì đó. Cái gì sao rồi lên liền cho em mã. Rồi cái này lên liền cho em mã nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã hồng dùng cho em 69 ngàn. Lên liền cho em mã xích hồng 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em hồng dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã xích hồng 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã hồng 69 ngàn dùng cho em. Hồng dùng cho em 69 ngàn. Lên liền cho em mã hồng dùng cho em 69 ngàn. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Xanh dùng cho em này 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã xích xanh 89 ngàn. Xanh dùng cho em 89 ngàn. Lê xanh 89 ngàn dùng cho em. Hồng cho lưu ly. Rồi lên liền cho em mã xích xanh lê 89 ngàn. Xanh lê dùng cho em 89 ngàn. Cái màu thì coi đó. Không bị dưới mặt không. Rồi tặng với chị luôn 49 ngàn lên màu dùng cho em. Màu nâu, màu trắng, màu đen, màu hồng. Nhưng mà chắc là có ít nha, ít không đi. Còn cái nhiều nhiều cho chị. Đếm đếm thì đợi. Đây mấy chị. Cái này bữa trước khách chốt nhiều lắm luôn. Nhưng mà buổi tối lê xanh nhiều vậy. Em chưa có sàn mẫu ra ha. Nên là em chốt có mấy chị thôi. Mà nhiều chị lên công mình lắm luôn á. Có nhiều chị nhắn tin hãy ơi để chị mỗi màu một cái mà hãy sợ hết á. Đây nè mấy chị nha, màu nâu, màu trắng, màu đen và màu hồng mang cực kỳ sướng luôn. Thay mặc áo ở nhà luôn nha mấy chị nha, kiểu như áo dây luôn. Thật là mấy chị mặc áo vest á, mình có thể mặc vô nha mấy chị nha. Mặc cái này bên trong, mặc áo vest bên ngoài đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên màu 49 ngàn thôi cả nhà. Hả? Cái bùi giái rồi. Xanh 89 cho bánh ngọt. Rồi lên liền cho em trắng nè, nâu nè, đen nè, hồng nè nha. 49 ngàn, chốt đi cả nhà. Men ba màu, nhà. Nâu, đen, trắng như thế. Cái này sướng mấy chị ơi, xin sướng luôn á. Chị nào có con, trắng đen, đen cũng thu. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 49 ngàn. Trắng đen cho em đi vôi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mấy chị 49 ngàn thôi, hãy bán rẻ cho mấy chị chốt nha. Đen cho Tuấn Nguyễn. Chị nào có sao, tặng sao cho hỏi với nhau mấy tình yêu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, lên màu cả nhà. Màu hồng, màu đen, đen màu nâu hồng mai. Mấy chị chốt luôn hai màu mang đi, mấy chị đừng chốt một con nha, chốt hai màu mang. Trắng đen tình phan. Rồi lên liền cho em nâu đen mộc mộc. Lên liền cho em mã nha mấy chị nha. Màu hồng, màu đen, màu nâu và màu trắng dùng cho em 49 ngàn. Đen hồng thủy đoàn. Lên màu cả nhà ơi, chốt luôn hai cái mang mấy chị ơi, đừng chốt một con, thiệt luôn quá đẹp lắm. Đen Nguyễn Ngọc Nam Phương. Lên màu nha mấy tình yêu nha, màu đen. Đen lùa Nguyễn ba cái. Màu hồng nè, màu nâu nè, màu trắng nè, có đen còn không nè. Đen có rồi. Đen mấy chị chốt vô tư, hàng nhập đó cả nhà. Nhà hàng của em là hàng tao đao á, em cũng có về hàng của mình mà hàng cái thùng đen lê hồng cái thùng kia đâu nha. Đây này mấy chị cho mấy chị xem cái đen này là hết rồi nè. Đen Phạm Nguyễn. Ta số hàng của họ hay về cái hàng dòng này là tài hàng cận này không à, không có về hàng thùng kia đâu nha mấy chị nha. Cho mấy chị chốt đi, may sướng lắm. 49 ngàn bữa nay mày cũng có dục dục quá chị ơi. Mình hết chị Phương mà. Còn đây này, đây này, đây nữa đây. Còn cái máy cá nữa. Đây là Văn Thị Tú Hạnh. Trắng lùa Nguyễn.
rồi. Chị nào mà có đơn mấy chị chưa đủ đơn mấy chị cố gắng trộn thêm dùng cho em thì nếu mà bây giờ chưa trộn đủ thì tối 8 giờ em lên cho mấy chị nha. Tối 8 giờ em lên cho mấy chị, bây giờ em vẫn còn lên. Nhưng mà em nhắc mấy chị là 8 giờ em còn like nha mấy chị nha. Nên là chị nào chưa đủ đơn thì vô gom thêm thì tới thứ hai em đi đơn, ngày mai thì em nghỉ nha. Rồi còn một mẫu này nữa mà nha. Tôi nốt mấy chị mấy mẫu bà ra cho mấy chị mua vì mang mùa này mang sướng lắm. Cái này 1, 2, 3, 4, 5 xe luôn. Cái này xe luôn 49 ngàn luôn. Rồi cái này lên liền cho em mã số 20, 49 ngàn. Lên liền cho em mã 20, liền cho em 49 ngàn. Con này chứ mặc lên là thôi đó, xuất sắc nha. Nha, lên liền cho em mã dùng cho em, con này mang lên đẹp lắm. Con này mấy bạn mặc với quần rinh cũng được. Hoặc là mấy bạn mặc với lại quần ống sung á. Cái bữa em về thêm một cái mẫu quần ống sung caro nha. Về thêm cho mấy chị một cái mẫu quần ống sung caro để mấy chị phối với lại mấy con bờ rơ này được lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 20 đi cả nhà. Lên liền cho em mã 20 liền cho em ha. Tối nha chị Yên nha, tối hè, tối lên hàng đó. Rồi lên liền cho em mã 20 đi cả nhà. 20 49 ngàn. Lên liền cho em mã 20 dùng cho em 49 ngàn mấy chị nhìn này. Co giãn nha mấy chị yêu nha, mang sướng lắm, siêu sướng luôn. Lên liền cho em mã 20 dùng cho em 49 ngàn. 20 chút luôn nha, để hết tất có mấy con, có 5 con. 20 với 10 Nguyễn Thị, 10 Nguyễn Thị trồng thêm thì cọp với em 200 thì khoảng rồi chốt chị nhá. Rồi 20 Thị đoàn. Rồi 21 em có SML nhưng mà có vài con thôi cả nhà. Vài con thôi nha, lên size SML dùng cho em 179 ngàn. 20 Ngọc Lan. À đây có một con hết nữa, dùm cho xác ở đây. Rồi lên liền cho em mã 21, SML 179 ngàn. Lên liền cho em mã 21, 179 ngàn, lên xa SML. Rồi lên liền cho em mã 21 nè cả nhà. 21 váy hoa dùng cho em ha, lên size dùm em. Size S, size M, size L 179 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em 21, lên size SML. 20 Nguyên. Rồi hết 20 nha. Rồi chị lấy chốt dùm cho em mã 21 nè. Kèm size vô nha, size S, size M, size L, váy hoa tầng dùm cho em. Váy hoa tầng nha mấy tình yêu nha. Lên liền cho em mã 21, lên size SML dùm cho em. Đây, xe luôn, 59 ngàn luôn. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em, mã. Chị mừng chị chọn thêm thì cọp với em 200 vào tài khoản đi rồi chốt tiếp chị nha. 22, 59 ngàn, con này chắc lỗ sắp mặt lờ luôn. Nha, con này là vải xu. Hàng xu á cả nhà, hàng xu nha. Cái này là mấy chị mặc áo luôn chứ phải bờ ra nha, không phải bờ ra nha. Rồi lên liền cho em mã 22 dùm cho em. 21 179 ngàn. 21 CL cũng lỡ. Còn lỡ, cái hoa này còn lỡ. Rồi lên liền cho em. Rồi lên liền cho em mã 22 dùm cho em. Không lỗ đời không nè. Nha, 59 ngàn hôm nay mấy chị tặng sao cho em. Siêu siêu nhiều luôn, em cảm ơn mấy chị nha. Yêu mấy chị nhiều. Rồi lên liền cho em mã đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 22 đi cả nhà. Lên liền cho em mã 22. Rồi 22 đi cả nhà ơi, 59 ngàn. Trời ơi em nói là mặc quần ống sung nha. Mặc cái quần sung đen mà lúc nãy em lên cho mấy chị mặc quần sung này nè. Cái này chưa đỏ hay là bỏ rồi đi nha. Chưa rồi. Mà hết rồi đúng không? Còn xoay bọc, còn có máy liền. Nha mà hết rồi nha, cái này em chỉ đưa thôi chứ em biết. Còn mà mất gì biết em nhìn ai có để này một con nữa. Dếp mà đâu. À chờ chưa thấy gọi chút đơn giản ngày mai. Không có lần thứ hai nghe chị like nghe. Em ơi hơi nhiều nha. Chút này con kia kìa. Đây mấy chị. Hai ai Tuấn Nguyễn ai luôn rồi. Nè, đó. Chết luôn ý, nha. Đó, xỉu chưa. Hai ai Khánh Ngọc. Nha, có 59 ngàn mua mang cả nhà. Lên liền cho em 22. Chị Lan Ngọc nào biết cái này đơn thứ hai nhà em mới gọi nha. Thứ hai mới gọi nha mấy chị yêu nha. Tại vì là đơn nhà em vô mất tối nay nữa. Rồi thứ hai nhà em mới đi đơn cho mấy chị nha. Chủ nhật em nghỉ. Rồi chiều lấy chốt liền cho em mã dùng cho em mã 22 dùng cho em. Lên liền cho em mã 22. 59 ngàn. Ôi. Cái chị bờ ra kia đi. Con cắn cắn hết đi. Bờ ra đen à. Cái gì. Lên liền cho em mã 22.
Chị Mùi Nguyễn Thị ơi, trộn thêm thì cọc nha mình nha. Cọc chọc rồi trộn thêm. To cái này nha mấy chị nha, sale luôn cho mấy chị luôn. 59.000 lên màu trắng đen 23. Nhưng mà nó khác nha, hai cái nó khác nhau. Cái này tới nhà. Con này nó là ren nè, con này nó mặc luôn đợt trước cho mấy chị nha. Cái hồi mà nó mới hot lên đó mấy chị, nha mấy chị nha, em mua mặc là em mua 160 một con. 160 một con nha mấy chị nha, tới lúc em về hàng là em bán 89.000, đợt này em về được rẻ hơn là em ra 79 hay là 69 gì đó. Hôm nay em tặng luôn mấy chị 59.000 nha mấy chị nha, màu trắng với lại màu đen. Chị nào ưng lấy thì chốt thì dùm cho em mã 23 lên màu trắng đen. 23 lên màu trắng đen nhưng mà hai cái nó khác nhau hoàn toàn nên là mấy chị lấy hai cái luôn đi mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã dùm cho em. Còn mấy chị xinh đẹp lắm. Hãy còn một con nữa. Đâu rồi nhỉ? Rồi lên liền cho em mã đi cả nhà. 23 lên màu dùm cho em. Còn quần thun ống thun không phải còn đó chị. Trắng xanh đó chị lấy màu gì hãy lên đi cái vuông bấm ra xem. Đen xanh đó chị, xanh còn không? Quần ống thun lại còn đen xanh nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đi cả nhà. 23 con này siêu đẹp luôn ấy em mấy chị. Con này đẹp ấy, con này đẹp lắm á cả nhà. Của nó là bra ren như thế này, bra ren như thế này nha mấy chị nha. Còn con này nó theo như thế này đó, được chứ phải có mặt mấy chị mua nhiều lắm luôn ấy. Đây con áo xanh, có con áo xanh chị làm được cái mắt tay em mượn đây lên là cho mấy chị 85.000 còn một con. Đây cả nhà nha, em còn một con duy nhất. Vừa mấy chị ở bà ra năm. Con vô cái đánh gì hả? Cái lắm mà coi kìa. Cái thơi nó nhỏ đấy. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Đây nè. Xanh đây cả nhà, còn một con duy nhất thôi. 85 hả? 85.000 một con duy nhất này. Chị nói xanh ghi xanh dùm cho. Cho chị hai đôi dép rồi đi luôn. Dép đâu? Hai ba trắng. Hai ba trắng gì đó. 59.000 bán 59. Hai ba trắng như hương hồ. Rồi cái này lên liền cho em mã ngố dùm cho em nè. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em, ngố dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã ngố dùm cho em. Ngố nha cậu. Kêu 85.000 cho đi văn phòng. Rồi cái này lên liền cho em mã ngố tặng mấy chị luôn 59.000. Rồi lên liền cho em mã bộ ngố 59.000, chị nào lên nhanh là có nha. Ngố dùm cho em. Bờ đen lúc nãy cho Khánh Ngọc. Ngố dùm cho em nè. Rồi cái này mặc là hết hàng đó cả nhà. Rồi cái này em có đen và em có kem. Đen và kem nha, em sale luôn mấy chị 59.000 con này luôn. Con này em bán thật sự luôn mấy chị ơi. Nghe em chạy cũng phải là 100 con rồi nha mấy chị yêu nha. Và cái này á, là em để quên, cả nhà em nhét qua đây em quên mất tiêu à. Đây là em còn mỗi mãi được có 5 con thôi. Em Khánh Ngọc trộn thêm thì cọp với em 200 vào tài khoản đi rồi chúng biết gì đó. Thôi em mấy chị 59.000 lên màu. Màu kem và màu đen. Rồi lấy bộ ngố ghi bộ ngố đi cả nhà, bộ ngố 59.000 đi. Lên ngố đây rồi chút cả nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã áo đen và áo kem 59.000 lên lại con này luôn nha. Bố 59.000. Bố Triều Thị Tiên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đi cả nhà. Bố lớp lì. Đen và kem dùng cho em. Áo ba lỗ dùng cho em. Mà con này mang đẹp lắm. 59.000. Đen làm gì đâu thì Thí Tiên. Rồi lên liền cho em mã áo phong mặc tuyết nhung dùm cho em 69.000. Phong tuyết nhung dùm cho em 69.000. Rồi lên liền cho em mã áo phong dùm cho em. Phong mặc tuyết nhung dùm cho em nha 69.000 dùm cho em bao con. Rồi chốt liền cho em mã áo phong mặc tuyết nhung 69.000 một con duy nhất. Áo phong bây giờ không biết trong kho còn hay không. Cả nhà ông lấy áo phong mà hết áo phong rồi. Hết phong rồi cả nhà. Một con thôi. Lên liền cho em mã áo phong dùm cho em. Lên liền cho em mã áo phong nha cả nhà nha. Áo phong dùng cho em. Lên phong, lên phong. Chị có mang mở cái này. Mua, mua trời.
cái cái nào cứ được. Cứ nó nhỏ lùm hả nhỉ? Sao? Ba mới xanh nha, từ nhà mà. Nhà em lùm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Làm kiếm tiền từ thì mua đồ chứ. Rồi lên liền cho em mã hả? Rồi lên liền cho em mã trắng 69.000. Lên liền cho em mã trắng 69.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã áo trắng dùng cho em 69.000 dùng cho em nè. Trắng nha, lên nốt mẫu này thôi, cái tắt mới chịu nha, nghỉ sớm đi. Anh nó coi giãn cho mình, coi giãn nha mới chịu nha. Con này chắc lên nền á, cái này đang bốc tự nhiên nó lên á, chứ không có lên hàng này đâu cả nha. Này 69.000 có mấy con không? 4-5 con thôi. Lên liền cho em mã trắng dùng cho em. Quốc trường này chút nhiều cho em con chịu đó. Lên liền cho em mã trắng đi cả nhà. Trắng hai cái cho bút cường. Đây một con đầm sung này, tặng với chị luôn 119.000. Trắng cho Triều Thủy Tiên. Còn lên liền cho em 119.000, có con nhất. Tặng luôn 119 một con thôi. 119 nha, đầm sung nhìn cho em. Đầm sung này phun to cả nhà, hàng đắt á. Chị nào mà khách mới với chị nhớ là thứ hai thì em mới gọi chốt đơn nha. Đơn này gom tối nha mới chịu nha, tối nay nữa. Là thứ chủ nhật thì em nghỉ, ngày mai thì em nghỉ nha. Thứ hai thì em mới bắt đầu làm đơn này để đi nha cả nhà nha. Nha mới chịu nha, nó là khách mới để ý điện thoại dùm cho Hải Hiền. Rồi lên liền cho em mở đầm sung nha. Bán 69 cho Thủy Lê. Rồi lên liền cho em mở đầm sung 119.000, phôn 65 cái đũa lạnh này ok. Đầm sung nha. Nó được 3 cái thôi. Nhà chút nhiều là cọc có cả nhà ơi, không chút nhiều đâu nha, tại vì cọc cọc là mới chút nhiều mới chứ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, ngố dùng cho em. Trời ơi, ngố có 59.000 mà sao còn là hai set như thế này. Ê trời ơi, nhị hồi về 50-60 set chốt hết còn 3 set sale, nó rẻ như cho luôn mấy bà ơi. 59.000 cái bộ ngố nè, ủa đời chưa, ngố dùng cho em 59.000 còn 2 set cuối cùng chốt nè. Ờ, nhiều lúc hàng mấy trăm mấy chị, 120-130, còn có xếp 2 xếp bán tặng mấy bà luôn, mà không chốt hàng. 459 cho Navi. Rồi lên liền cho em ở đầm body kem này. 459 cho Hoàng Mai. Đầm body kem dùng cho em 79.000, đây con này nữa. Trời ơi, nghe, lên liền cho em ở kem 79.000. Rồi lên liền cho em ở kem dùng cho em 79.000, ngố hết rồi em ơi. Ừ, em chút. Ừ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã body kem 79.000 con này nữa mới chịu nha. Body kem nãy Trang anh có rồi mà, đúng không ta? Body kem Trang anh có rồi á, có rồi nghe. Còn lên liền cho em mã dùng cho em. Còn lên liền cho em mã body kem dùng cho em 79.000 một con đó. Cuối cùng luôn, khách chốt đi. Áo khoác vinh đợt này đắt lắm chị ơi. Hãy hỏi nhập được có đi với đại khăn nữa được có cái gì. Còn lên váy xanh này, còn duy nhất được chừng đây đây. Ba con mờ này. Ba con mờ nha, 119.000. Không chốt được là hột nha, là tiếp nha. 119.000 này. Chịu cho em cái chỗ này, cái chỗ góc này nhiều ở trong đó. Cái đầm này còn màu hồng ở trong đó. Màu hồng màu trắng đó. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em này. Lên liền cho em cái mã này là mã xanh dùng cho em. Lên liền cho em mã nha mấy chịu nha. Xanh dùng cho em với giá là 119.000 size M. Mấy chị nào mà 58 kg đổ lại men ok xanh dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Còn dùng chị Phương Thảo Nguyễn ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mã váy xanh 119.000. Bán một cái váy này 119.000 mấy chị. Cái này hãy bốc được xe mới có giá này nha. Hàng hãy like là hàng khác á. Nha mấy chịu nha. Hàng đợt trước là giá không có giá này cả nhà. Cái này em mới vừa bốc xe hàng về hồi tối hôm qua á. Váy tầng hãy lên. Hãy có xanh. Xanh gì? Xanh bơ. Xanh như thế này nè. Với lại màu xanh kia.
với lại màu hồng ba con. Xanh chị nào lấy với xanh 119 chốt đi, hàng được chút là hàng 100 mấy lận cả nhà ơi. Xanh 119 cho Thiên Trần. Size M ấy. Xanh 119 cho Trần mấy? Xanh được chút lắm. À đây, siêu phẩm đây. Đà nào cũng ngồi hết. Từ từ nha, rồi hãy chút này. Còn một con xanh chị nào lấy luôn với em đó ạ. Hãy chút. Cái này phải có F có M luôn nè. Thôi hôm nay hãy tặng luôn mấy chị con váy này luôn. Tặng mấy chị con này nha. Tặng này. Bán lỗ nghe. Lỗ nghe mấy chị nha. Nó hai cái tay này nó có khoét cái vài có phần rồi đó. Hãy có size S với size M. Size S, size M nha. Cái đó để lại đi em. Ủa ai thiếu không? Em mấy chị. Đây nha mấy chị yêu nha. Nó có hai cái tay lên đây nè. Size S, size M hãy sale luôn nha mấy chị. 109.000. Chị nào nhanh thì có nha. Duy nhất giờ thôi. Tối em lên hàng là 119.000 nha. Bây giờ em 139.000 nha. Bây giờ em tặng mấy chị này. 119.000 lên size SM, lên liền cho em ở đầm trắng kèm size SM dùm chị. Đầm trắng nha, em có đăng hình hồi tối cả nhà nhưng mà em chưa có lên được ha, giờ em lên cho mấy chị này. Nó có cái tay đây nha mấy chị nha. Hay cái tay vai cho mình và nó sẽ khoét vai cho này xíu ở đây nè. Con này mặc lên rất là đẹp luôn. Ở đây mấy chị khoét đây nè. Khoét nha mấy chị nha. Em có size S và size M, chờ lấy giúp em mặc váy trắng lên size SM 109.000 dùm chị. Lên liền cho em mặc váy trắng bỏ vô này đeo luôn. Lên liền cho em mở váy trắng dùm cho em. Váy trắng lên size SM dùm cho em. Váy trắng kèm size S, size M nha các ơi. Còn nhiều hàng mua này kia nó lẻ mà chưa bắt ra. Váy trắng lên size SM đi cả. Trắng SM cho đằng mén. Lên liền cho em mở váy trắng lên size SM. Ồ, cái nào tốt chị ơi, mất tiêu rồi, online. Cái nào ép đâu nhỉ? Trắng lên size SM đi cả nhà. Có em lên là hàng 139 nha. Đó là cái gì? SM đây. Gì vậy M đó. Bỏ bộ gì để mua. Đây hãy lên cái đầm hồng, hãy lên màu đi. Trắng ấy cho Tịnh Pha. Trắng M cho Ngân Thu. Rồi lên nha mấy chị nha. Con đầm này đây nha. Con này xinh quá thiệt sự luôn á, xinh lắm luôn. Em có hồng, em có xanh và em có xanh bơ nha. Đây nè mấy chị. Em có ba màu này nha mấy chị yêu nha. Đó. Màu xanh bơ, màu xanh dương và em có màu hồng chuẩn mẫu mặt luôn nha. Chuẩn mẫu mặt nha mấy chị yêu nha, 129.000. Đây. Xinh lắm luôn, hãy úp hình rồi nha. Cho nên mấy chị chuẩn 100% mẫu mặt nha mấy tình yêu nha. Đó, ba màu dùng cho em. Chị nào lấy thì chốt đi dùng cho em. Màu xanh dương, màu xanh lá với lại mấy chị xanh bơ nha, xanh cuốn cũng được hoặc là màu hồng. 129.000 lên màu nha mấy chị yêu nha. Lên màu hãy bóc luôn cho, tại vì cái này để em ngồi rồi chưa có lấy. Hãy không có đem vô được á. Hãy chưa có đem vô được á. Chị nào lấy thì chốt 129.000. Bé hồng 129 cho Như Nguyễn. Màu hồng, màu xanh bơ, màu xanh dương nha. Màu xanh dương hãy. Màu xanh dương là được chứ hãy có like rồi mãi hết. Nó hãy mới vừa về lại thêm đó cả nhà. Giờ lấy cái kèm nào vô. Cái gì nhỉ? Nhắn nó sao? À quên lộn, giờ lấy nè. Nhớ vô ở đây chị like cho chị nào chị lấy. Rồi lên liền cho em áo váy vàng. Hàng của nhà Hờ Hờ dùm em, size M dùm cho em nè. Tay M nha, 139.000 có sỉ dùng cho em. Con này hàng xịn nha. Chị Mười Nguyễn Thị ơi, cọc đi rồi chốt. Chị chốt nhiều rồi đó. Nha chị nha, bên em là khách mới trộn 5 sản phẩm là nhà em cọc nha mấy chị yêu nha. Còn mấy chị không cọc vì mấy chị đợi thứ hai nhà em gọi chốt đơn rồi. Đơn sau mình mua thêm nha mấy chị yêu nha. Chứ giờ nhà em không chốt thêm được. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, váy vàng dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã váy vàng dùng cho em. 139.000 dùng cho em. Hãy có say M dùng cho em. Tay M nha, cái này là hàng của nhà Hờ Hờ dùng cho em, nhà Ho Huyền của nhà ở ngoài Ninh Hiệp có cả nhà, váy rất là đẹp luôn. 139.000 139 nha, chờ lấy chút em mã váy vàng. Đây mấy chị ơi, em về thêm giấy nha cả nhà nha. Giấy gấu trúc này nè. Giấy gấu trúc nha, bao nhiêu quên rồi nhỉ. 89.000, một thùng 30 gói. Một thùng 30 gói nha, chị nào lấy thì chút luôn. Để nhà em gom đơn cho mình đi luôn ha. Thứ hai nhà em gửi luôn cho mấy chị luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Lên liền cho em mã giấy dùng cho em. 80 89 ngàn.
89.000 một thùng 30 gói, 30 gói nó như thế này. Cái nào cho nó bên. Giá này chị nào xài biết rồi đúng không? Siêu sướng luôn, siêu sướng nha mấy chị nha, giá huyền thoại luôn á cả nhà. Bữa nay nó ra nhiều loại giấy lắm luôn nhưng mà nó không có qua hàng gấu trúc này đâu cả nhà nha. Tao lấy liền cho em mã giấy dùng cho em. 89.000. Lấy liền cho em mã dùng cho em, thùng giấy dùng cho em 89.000. Đây mấy chị này. Được trước bà nào mua rồi à, xài hết rồi giờ mua thêm nha. Được trước em bán nhiều lắm luôn á. Đây mấy chị. Lấy liền cho em mã dùng cho em. Lấy liền cho em mã giấy dùng cho em. Em like là 89.000 một thùng 30 gói nha, 30 gói như thế này. Bình thường mấy chị mua ở hàng tiêu dùng Thái Lan hay là mấy cái hàng mà mấy bạn bán cho Ngọc Diễm, bán cho Nga Nguyễn, bán mấy cái mã gì của đó ta. Hàng gia dụng này kia mấy chị người ta bán một thùng như thế này là 150 nha. 150 một thùng nha cả nhà nha. Còn em bán mấy chị 89.000 một thùng 30 gói mua về xài cả nhà. Chị nào mà nhà có con nhỏ này kia với lại mình để bàn ăn á cả nhà mình lao này kia nha mấy chị nha, sướng lắm đó. Lên liền cho em mã thùng giấy 89.000 dùng cho em. Nhá cầm cho chị mấy. Lên liền cho em mã thùng giấy nha cả nhà nha, 89.000. Thùng giấy đi cả nhà, 89.000 dùng cho em. Côn trùng luôn cả nhà. Côn trùng gửi nha. Thùng giấy cho Ngọc Liên. Cho liền cho em mã thùng giấy đi cả nhà, 89.000. Thêm thùng giấy cho Nga Nguyễn. Rồi cái này lên liền cho em mã váy hoa size M tặng với chị 89.000 luôn. Rồi lên liền cho em mã váy hoa size M hàng của nhà LB dùng cho em. Hàng LB này cả nhà, 89.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã váy hoa dùng cho em 89.000. Lên liền cho em mã váy hoa 89.000 hàng của LB nha. LB dùng cho em có một con mấy con thôi. Cái này là hàng của chị nhỏ. Giờ lấy chốt liền cho em mã thùng giấy đi cả nhà. Áo này em có một con này 109.000, chị nào chốt này một con màu đen con hết hàng rồi cả nhà. Con này chắc một mười còn thôi. Cam cũng hết, đen cũng hết, kem cũng hết nha mấy chị yêu nha. Hôm qua như có đăng hình rồi đúng không? Con áo mà phía trước của nó này mấy chị nó sẽ xé ngực nè. Ở đây lên đây nè mấy chị. Lên nha mấy chị yêu nha. Con này mặc lên rất là đẹp luôn, hàng lộ 1 ấy. Hàng lộ 1 nha mấy chị yêu nha. Hàng dưới này mới là 109.000. Con này đẹp lắm, mấy chị đi sỉ 160. Lên liền cho em áo đen dùng cho em. Em không có tóc mấy chị ơi, không có tóc nha. Lạnh thì em mới bán tóc ấy, chứ còn giờ nóng thì không có bán đâu. Nóng lắm. Rồi lên liền cho em mặc áo đen đi cả nhà. Áo đen nha mấy chị yêu nha. Giá hai lên cho mấy chị là 109.000, chị nào lấy thì chốt cho. Rồi xong hãy tắt like nha, rồi mấy chị tối nha. Tối nha mấy chị yêu nha, tối 7 á. Ủa lộn, 8 giờ hãy like nha mấy chị yêu nha, 8 giờ nha mấy tình yêu nha. Hãy nghỉ đây, có like mấy chị nha.